Xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu của kênh Góc Truyện Audio. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và hôm nay thì cũng như thường lệ, mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn một câu chuyện ngôn tình mới. Và nội dung của câu chuyện có gì hay và hấp dẫn thì ngay bây giờ mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây qua giọng đọc của mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ và thư giãn. Và hãy like, chia sẻ video chuyện để luôn ủng hộ cho ban biên tập của kênh Góc Truyện Audio. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tôi tên là Tâm. Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi mới được thăng chức trưởng phòng CEO mới. Mức thu nhập cũng khá ổn. Tôi sắp cưới chồng. Chồng tôi tên Thức, hơn tôi 2 tuổi. Chồng tôi làm cảnh sát hình sự, cũng vừa mới được thăng chức. Ai cũng bảo chúng tôi là trai tài gái sắc vẹn cả đôi đường. Nhà chồng tôi thì chồng tôi là út. Ở trên còn có 2 anh trai, cũng có gia đình cả rồi. Anh cả đang làm việc bên Đức. Tôi nghe kể thu nhập của anh cũng khá lắm. Nên vợ anh chị Trà chỉ ở nhà chơi rồi đưa đón 2 đứa con đi học. Còn anh trai thứ 2 thì nghiện và đang ở trong tù vì tội cướp tài sản. Lúc anh bị bắt, chị Liễu vợ anh ấy đã nhờ chồng tôi chạy án cho chồng chị ấy. Nhưng chồng tôi không chạy được. Với lại cả họ ai cũng đồng tình để anh ấy đi tù. Vì lúc ở nhà anh lên cơn nghiện, anh vác dao đi dọa đòi chém mọi người, nên không thể để anh ở ngoài được. Cũng chính vì vậy mà cứ gặp mặt là chị ấy lại nói bóng nói gió chồng tôi là không biết thương anh trai, rằng chồng tôi muốn anh trai phải chịu khổ ở trong tù. Mà thực tế thì anh ấy đi tù lại sướng hơn ở ngoài rất nhiều. Đi tù ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nên anh ấy béo trắng ra. Chồng tôi đã đứng ra thu xếp mọi chuyện nên anh ấy đi tù không khổ một chút nào cả. Nhưng chị Liễu vẫn ghét và luôn tìm cơ hội trả đũa chồng tôi. Nhà chồng tôi khá là phức tạp. Mẹ chồng tôi không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế của chúng tôi thôi. Bố chồng tôi lấy mẹ 2 năm trước, nhưng buồn một nỗi là lấy vợ được 1 năm thì ông mất vì tai nạn giao thông. Từ lúc ông mất, nhà chồng tôi bắt đầu bị xáo trộn. Về phía 2 anh lớn thì tôi chưa gặp mặt nên không biết. Nhưng riêng 2 chị dâu thì luôn tìm cách gây khó dễ cho mẹ chồng kế của chúng tôi. 2 chị luôn nghĩ mẹ chồng tôi lấy bố chồng tôi là có mục đích cả. Và họ luôn nghi ngờ mẹ chồng của tôi đang có âm mưu chiếm đoạt tài sản. Mẹ chồng kế của tôi tên Hiền. Tôi mới gặp có vài lần thôi, nhưng tôi thấy bà Hiền y chang với cái tên của bà vậy. Năm nay bà 45 tuổi. Chồng trước của bà mất cũng 20 năm rồi. Bà ở vậy nuôi con gái lớn, đến khi con gái đi lấy chồng, yên bề gia thất. Thấy bà sớm tối lủi thủi một mình nên muốn bà đi lấy chồng để về già có người bầu bạn. Và qua mai mối thì bà gặp bố chồng tôi. Nhưng giấc mơ của bà chưa trọn vẹn thì bố chồng tôi đã qua đời. Ngày giỗ bố chồng tôi là 10 mâm, mời mọi người, cũng là ngày tôi ra mắt với họ hàng bên nhà chồng. Hôm đó tôi đến sớm để phụ mọi người. 5 giờ sáng tôi đã có mặt. Lúc đó chỉ có mẹ chồng tôi đang lúi húi dưới bếp. Chị Trà và chị Liễu không thấy đâu cả. Thấy tôi đến, mẹ cười bảo: "Con đến sớm thế." "Dạ, con đến để xem phụ mẹ được gì không ạ." "Ờ, thế con gọt cho mẹ mấy củ su hào và khoai tây nhé, để lát nấu canh xương." "Dạ vâng." Những món chính thì mẹ chồng tôi đã đặt hết rồi, nên tôi và mẹ chỉ nấu canh và xào ráo mấy món là xong. Nên chỉ một loáng là đã xong hết cả. Khách đến là đã có 10 mâm cỗ tinh tươm. Rồi mẹ thắp hương. Lúc đó mới thấy chị Trà và chị Liễu sang. Mặc dù 3 nhà liền nhau và chung một cái sân lớn và chung một cái cổng nhà. Bà trẻ chồng tôi nửa đùa nửa thật: "Con Trà với con Liễu ở đây mà không chịu dậy sớm, sang phụ mẹ chồng mày à?" Chị Trà nhún vai: "Ôi dào, đồ đặt hết rồi, còn mấy việc lặt vặt sang để nhìn nhau, ngáp ruồi à?" "Bao nhiêu việc đó thôi. Hai chị em nhìn em dâu út mà học tập kia kìa." Chị Liễu nói thẳng: "Thím Tâm mới sắp cưới thôi, nên thím mới nịnh mẹ chồng cháu đó. Giờ phải nịnh chứ chẳng may, giờ đám cưới mà hoãn lại thì có người lại lo sốt phó." Bà trẻ có vẻ tò mò: "Là sao? Ý con nói cái Tâm chửa rồi á?" Tôi đứng lau bát ở trong nghe thấy chối tai quá liền đi ra bảo: "Sao lại phải lo sốt vó hả chị?
30 chưa phải là Tết mà, với lại em cũng không may mắn như ai đó mà chừa trước đâu ạ. Bà trẻ gật đầu. Thế à, mà có chừa thì càng tốt. Trước cưới vợ chồng chị Liễu của cháu là chị ấy chừa 5 tháng đó, có sao đâu mà. Tôi cười rồi nhẹ nhàng nói. Dạ vâng, thế cháu mới nói là cháu không được may mắn như người khác mà bà. Chị Liễu giận tím mặt, không nói câu gì. Chị đi lại chỗ chị Trà ngồi. Chị Trà hỏi. Thế làm sao mà mặt lại sưng lên thế? Chị Liễu hậm hực. Con Tâm, nó vừa nói đều em đấy chị ạ. À, nó vừa đá đều vụ em chừa trước đó. Chị nghĩ có ức không? Chị Trà nhăn mặt lại. Đấy, chưa cưới mà nó còn như thế. Sang tháng cưới về đây rồi thì chết với nó luôn nhỉ. Nó dám ư? Chị Trà khẳng định. Chẳng thế, mày cứ chờ mà xem. Ăn uống xong, tôi bê mâm bát ra rửa. Có đứa em họ ra rửa cùng với tôi. Còn chị Trà bê thức ăn về nhà, đóng cửa lại cho con ăn, rồi nằm chơi điện thoại. Còn chị Liễu thì bọc phần to, rồi chở con sang nhà bà ngoại, mất hình luôn. Một lúc sau khách về hết, mẹ chồng tôi lại thu dọn bàn ghế và quét sân dọn rác. Tôi tự dưng lại thấy thương mẹ chồng, hết lòng phục vụ nhà chồng. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, thì cái mắt mẹ kế vẫn không thể thay đổi được. Vì lúc tôi ngồi ăn, thấy mâm đằng sau tôi, họ nói xấu mẹ. Và qua cách mọi người thể hiện là tôi biết họ khinh rẻ mẹ chồng tôi. Rửa bát xong, tôi đi vào nói với mẹ chồng. Mẹ cứ để đó con dọn cho ạ. Mẹ cười. Để mẹ phụ con cho nhanh xong chứ. Tôi nhìn xem chồng tôi đâu mà không phụ mẹ, thì thấy chồng tôi đang ngồi nói chuyện với anh cả về việc của anh Thứ. Vì anh cả về mấy hôm lại bay sang Đức luôn. Hai anh em tranh thủ bàn bạc để xem có thể chạy cho anh Thứ ra tù sớm hơn thời hạn không. Tôi và mẹ dọn xong hết rồi mà cũng chưa thấy chị Liễu về. Còn chị Trà đi ra, bê đĩa hoa quả về nhà, chả cần biết ai với ai. Rồi chị lại đóng cửa lại đúng kiểu, không phận sự miễn vào vậy. Thấy thái độ của mọi người với mẹ chồng tôi như vậy, thì tôi lại thương thương. Tôi nghĩ trong bụng, mẹ yên tâm, sau này sẽ có con đứng về phía mẹ. Mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu. Lúc tôi về, mẹ còn gửi túi hoa quả về biếu bố mẹ tôi. Mẹ thân thiện với tôi giống như mẹ ruột vậy. Rồi ngày cưới đã đến, mặc dù chỉ là mẹ kế thôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đứng ra lo cỗ bàn tươm tất. Mẹ còn trao cho tôi một chiếc dây chuyền 3 chỉ. Mẹ nói tuy ít, nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Tôi thấy rất cảm động. Chị Trà tròn mắt ngạc nhiên. Bà ta cho con Tâm vàng cơ, không thể tin nổi luôn. Chị Liễu thì đảo mắt. Tiền bà ta lấy ở đâu ra thế nhỉ? Mày đi hỏi bà ấy, sao lại hỏi tao? Chắc đó là tiền trước bố còn sống để lại rồi. Không biết bố để lại nhiều hay ít nhỉ? Chị Trà thở dài. Thế là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mới. Sắp tới tao với mày sẽ mệt đấy. Đám cưới xong, tôi ở nhà nghỉ một tuần mới đi làm lại. Chồng tôi lại bận vì có vụ án mới, nên lịch hưởng tuần trăng mật của chúng tôi bị hoãn lại. Mẹ chồng tôi động viên tôi là để đi hưởng tuần trăng mật bù sau khi chồng tôi phá án xong. Làm vợ cảnh sát hình sự, nó khổ vậy đấy mọi người ạ. Một tuần ở nhà, tôi chỉ loanh quanh phụ mẹ làm việc nhà, chứ không có việc gì khác cả. Mẹ chồng tôi chu đáo lắm. Buổi sáng tôi dậy thì mẹ đã dậy nấu cơm xong hết rồi. Vì chồng tôi không thích ăn sáng ở ngoài, anh chỉ thích ăn cơm nhà thôi. Với lại mẹ nấu luôn cho mấy đứa cháu nhà chị Trà và chị Liễu. Chị Liễu bán thịt ở ngoài chợ nên chị phải dậy sớm đi lấy thịt về bán. Thì không nói làm gì, nhưng chị Trà ở nhà chơi không mà cũng ỉ lại cho mẹ tôi. Chị cứ ngủ đến giờ đưa lớp rồi chị mới dậy. Lúc đó là mẹ chồng đã cho các cháu ăn xong, và chị chỉ việc đưa con đến lớp, thế là xong. Đưa con đi lớp về là chị lại về nhà đóng cửa lại nằm chơi điện thoại. Ở nhà mà lúc nào cũng đóng im ỉm. Mấy hôm nay có tôi ở nhà nấu cơm nên chị cũng không nấu cơm ở nhà, mà mấy mẹ con sang nhà tôi cùng ăn cho vui. Tối đi ngủ, chồng tôi ôm tôi rồi bảo: Mẹ hiền, tuy không phải là mẹ ruột của anh thật, nhưng mẹ rất tốt và thương anh. Từ ngày mẹ về đây, sáng nào mẹ cũng dậy nấu cơm cho anh và các cháu đấy. Nên em phải thương mẹ nhé, đừng như hai chị dâu là anh buồn lắm đấy. Tôi cười: Em biết rồi, anh không phải dặn đâu, mà hai chị dâu không thương mẹ hiền ạ.
Chồng tôi thở dài. Anh không tận mắt chứng kiến vì anh bận suốt, nhưng nghe mấy cô hàng xóm nói là anh cũng đủ hiểu như thế nào rồi. Dạ, anh yên tâm, giờ có em đứng về phía mẹ, em sẽ không để mẹ phải tủi thân đâu. Buổi chiều tôi đang quét dân thì chị Trà vẫy vẫy: Tâm vào đây đã. Tôi để chổi đó rồi đi vào nhà chị Trà. Thấy chị Liễu đang gọt hoa quả, tôi liền hỏi: Hai chị muốn nói chuyện gì với em phải không ạ? Chị Liễu cười: Thím Tâm rất thông minh nhé, trưởng phòng CEO có khác. Tôi cười: Chị cứ nói thế, em may mắn đó chị. Thôi, thím ăn táo đi, chị Trà cũng ăn đi, ăn nhiều vào nhé, em mua nhiều lắm đó. Rồi chị Trà nói: Thím mới về đây, có gì không biết thì cứ hỏi hai chị, đừng ngại nhé. Dạ vâng ạ. Thế thím thấy mẹ Hiền là người như thế nào? Thím cứ nói thật lòng đi. Dạ, mẹ Hiền là người rất chu đáo ạ. Em thấy mẹ là người rất tốt ạ. Chị Liễu liền bĩu môi: Thím mới về chưa biết hết con người thật của bà ấy thôi, chứ bà ấy sống giả tạo lắm. Trước lấy bố là vì tham tiền của bố đấy, chứ bà ấy chả tốt đẹp gì đâu thím ạ. Chị Trà lại nói thêm vào: Đúng đấy, bà ấy sống lỗi lắm, có gì thím phải cẩn thận, nhất là chuyện tiền nong đấy. Bà ấy tắt mắt lắm. Chị và chị Liễu mất nhiều tiền rồi, nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được bà ấy cả. Chú thím ở chung nhà nên cẩn thận vào, kẻo tới lúc mất lại không biết nghi ngờ ai, đều là người trong nhà, rắc rối lắm. Lại có chuyện đó nữa hả chị? Ừ, bà ấy cứ tìm cách bỏn rút rồi mang về cho con gái bà ấy đó. Con gái bà ấy lấy chồng ở gần đây mà. Tôi ngồi im không nói gì thêm nữa. Nói thật tôi ghét những người tắt mắt lắm, trộm vặt là tôi dị ứng rồi. Chị Trà đưa miếng táo cho tôi: Thím ăn đi, cùng cảnh chị em dâu với nhau nên chị mới nhắc nhở cho thím biết thôi. Còn thế nào thì thím phải tự lo, mà thím đừng kể với chú Thức nhé. Chị không muốn lời qua tiếng lại đâu, như vậy lại không hay thím ạ. Tôi gật đầu: Vâng, em hiểu rồi. Thôi em ra quét dọn nốt cho xong đây ạ. Hai chị ngồi chơi đi nhé. Tôi ra quét dọn. Ở trong nhà chị Liễu hỏi chị Trà: Theo chị, nó có nghe theo và về phe chúng ta không chị? Ừ, tao cũng không biết. Thế nên giờ tao với mày cần phải tiêm nhiễm vào đầu nó thật nhiều vào, để nó thấy ác cảm với bà kia, để nó về phe của tao và mày, thế mới tống cổ bà kia đi được, mày hiểu không? Nghe hai chị nói về mẹ chồng như thế, nói thật là tôi cũng hoang mang lắm. Nếu mẹ chồng tôi tệ như những lời mà hai chị nói thì đúng là buồn thật. Nhưng tôi lại nghĩ, sao không thấy chồng tôi nói gì về mấy chuyện đó? Tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện, chứ tôi sẽ không nghe qua người khác nói đâu. Ngày hôm sau, tôi xin phép mẹ chồng cho tôi về nhà để chơi một hôm. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay. Trước khi đi, tôi phải để ví tiền ở trên bàn trang điểm. Trong ví có 3 triệu tiền mặt, cả lẻ cả chẵn, tôi để lẫn lộn với nhau. Tôi cố tình để đó để xem có bị mất không. Rồi tôi đi sang nhà mẹ đẻ chơi, đến chiều tôi mới trở về. Chiều tôi về, mẹ chồng tôi đã nấu cơm xong rồi. Tôi đi lên phòng, vẫn thấy cái ví ở trên mặt bàn. Nhưng khi mở ra thì bị mất 1 triệu. Rõ ràng lúc sáng tôi đếm đi đếm lại là 3 triệu, mà giờ chỉ còn có 2 triệu. Chẳng lẽ chị Trà nói đúng, mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi thật sao? Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn và có chút thất vọng. Tôi đi xuống nhà mẹ chồng tôi, đang ngồi gọt hoa quả ở bàn ăn. Còn gọi cho thằng Thức xem, hôm nay có được về sớm không con, để mẹ xào thịt trâu. Nó thích ăn thịt trâu xào rau muống lắm đấy. Con vừa gọi anh ấy về rồi ạ. Thế để mẹ đi xào thịt. Tôi thấy hơi ngại, nhưng tôi vẫn hỏi, hôm nay có ai sang nhà mình không mẹ? Mẹ chồng tôi lắc đầu, không có, không có ai đến nhà mình cả. Có chuyện gì à con? Tôi lắc đầu, cũng không có gì cả thưa mẹ. Mẹ chồng tôi đi xào thịt. Tôi ngồi đó suy nghĩ linh tinh. 1 triệu nó không đáng gì đâu, nhưng mà điều quan trọng là ở niềm tin. Sống trong nhà mà niềm tin không có thì buồn lắm. Tôi cũng không nói với chồng chuyện tôi mất tiền. Tôi nghĩ mình phải chứng kiến tận mắt thì mình mới tin được. Nên tôi quyết định, tôi sẽ thử thêm vài lần nữa để xem người lấy tiền của tôi là ai. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục để ví tiền tơ hơ ở dưới phòng khách và đi lên phòng nằm nghe ngóng tình hình. Nếu tới chiều mà không có ai đến nhà chơi mà tôi kiểm tiền vẫn bị mất thì khả năng
mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi là rất cao. Vì ở nhà chỉ có tôi và mẹ, còn chị Liễu và chị Trà không thấy thỏ mặt sang mà. Đang nằm thì tôi nghe thấy tiếng động, tôi liền dậy và lần mò ra phía cầu thang, ngó xuống dưới nhà, thì thấy mẹ Hiền của tôi đang lau nhà. Bà lau đến chỗ ghế sofa, có chiếc ghế của tôi thì bà lẩm bẩm: con bé này quên ví tiền ở đây rồi. Thế là bà cầm ví và mang lên phòng cho tôi. Tôi thấy vậy liền chạy vào phòng, nằm chùm chăn dập vờ ngủ. Mẹ chồng tôi tưởng tôi ngủ nên nhẹ nhàng đi vào, để cái ví của tôi lên bàn trang điểm, rồi nhẹ nhàng đi ra, sợ tôi tỉnh giấc. Bà đi ra rồi, tôi mới mở ví ra đếm tiền, thì vẫn đủ, tiền không bị trộm. Ủa, vậy là sao nhỉ? Lần trước để ví trên phòng thì mất, mà lần này để phòng khách lại không bị mất. Vậy là tôi thất bại. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục thả mồi bắt trộm lần này. Tôi chơi lớn luôn. Tôi lấy 10 triệu ra rồi, tôi đút trong túi áo và đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi mua dưa hấu và na, nên gọi cả chị Trà và chị Liễu sang ăn cùng nữa. Đang ngồi ăn hoa quả, thì tôi dở tiền ra đếm trước mặt mẹ chồng và hai chị dâu. Chị Trà suýt xoa: thím Tâm đại gia nhỉ, chú thím là giàu nhất nhà mình rồi đấy. Tôi liền cười rất tươi: dạ vâng, nhiều khoản thu nhập quá, nên nhiều khi mỗi chỗ một ít, nên em chẳng kiểm soát được ấy. Chị Liễu nói đều tôi: đúng là đại gia, có bao nhiêu tiền mà không kiểm soát được, có cần chị kiểm soát hộ không? Có khi em phải nhờ chị kiểm soát hộ ấy chứ. Mẹ chồng tôi liền bảo: nếu không kiểm soát được thì con cứ ghi vào một quyển sổ những khoản tiền mà con kiếm được vào sổ, đến hết tháng thì cộng tổng lại cho dễ con ạ. À, mẹ chồng tôi thật thà quá mức. Tôi đang nói đều hai chị dâu mà mẹ chả biết gì, lại còn bảo tôi ghi từng khoản vào sổ cơ. Bà đáng yêu quái. Sau đó, để vai diễn thêm hợp lý, tôi lên phòng lấy hết tiền trong tủ ra, cho vào cái túi rồi mang xuống, nhờ hai chị dâu đếm hộ. Thấy tôi nhiều tiền quá, hai chị dâu của tôi hoa hết cả mắt. Mẹ chồng tôi không dành mấy chuyện tiền nong này lắm, nên bà đi ra ngoài dọn dẹp. Tôi giả vờ đau lưng, nằm lên ghế chơi điện thoại, để cho hai chị đếm hộ, vì chỗ đó là 52 triệu tôi đã đếm trước đó rồi. Bây giờ tôi chỉ thử lòng hai chị mà thôi. Tôi thấy hai chị cứ liếc mắt nhìn nhau đầy mờ ám. Chắc chị Trà đang nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, tiền mà cũng không biết đếm cho mà xem. Đếm xong tiền cho tôi, hai chị bảo: tổng là 46 thím ạ. Thế là bốc hơi mất 6 triệu mọi người ạ. Tôi giả vờ ngây ngô: 46 triệu thôi à chị? Thế mà chị sếp của em bảo chỗ đó hơn 50 triệu. Cái bà này đếm kiểu gì không biết, để em gọi nói cho bà ấy một trận mới được. Thấy tôi nói vậy là hai chị dâu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi lấy điện thoại gọi cho chị sếp và mở loa ngoài cho hai chị dâu cùng nghe luôn. Alo, chị Lan ấy à? Sao chị bảo với em là 52 triệu mà giờ hai chị dâu của em đếm đi đếm lại mà chỉ có 46 triệu là sao ạ? Chị không biết đếm tiền à? Chị sếp của tôi gào lên: ơ cái con dở người này, đủ 52 triệu nhé. Chị lại không biết đếm tiền thì chị làm sếp của em được đấy à? Tôi vẫn giả vờ, cãi gần cổ lên: hai chị của em vẫn đang ngồi đếm ở đây mà, chị đếm nhầm rồi ấy. Mau thu xếp trả em 6 triệu đi, chuyển khoản trả luôn đi. Lớn rồi còn làm ăn trò mèo như thế nữa, giết rồi ai chơi. Chị sếp của tôi tức quá hét lên: chị nói là đủ 52 triệu là đủ 52 triệu. Em làm việc cùng chị mấy năm rồi mà giờ lại nói chị như vậy à? Hôm nào tới đây thì biết tay chị. Có khi hai bà chị dâu của em đếm nhầm ý, bảo họ đếm lại đi, hay họ rút trộm của em rồi. Vì tôi bật loa ngoài nên hai chị dâu tôi nghe thấy hết, họ sượng mặt. Chị Trà liền cho tay vào túi áo moi 6 triệu vừa nãy giấu trộm ra và cười nói: có khi chị đếm nhầm thật ý, để chị đếm lại lần nữa nhé. Tôi biết tòng là chị Trà giấu trộm tiền của tôi. Chắc chị ấy nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nên tính trộm của tôi 6 triệu nhưng mà thất bại. Chị Trà đếm xong cười hề hề: đủ 52 triệu em ạ. Vừa nãy chị đếm nhầm đó. Chết thật, dạo này đầu óc chị cũng hay lẩn thẩn lắm. Mới 32 tuổi mà như bà già rồi ý. Chị Liễu liền nói đỡ cho chị Trà: ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn. Em đây có mấy chục nghìn tiền thịt lợn mà em còn nhầm, nói gì đến mấy chục triệu. Tôi cười cười: dạ vâng, ai mà chả có những lúc nhầm lẫn hả chị? May quá, đủ rồi. Không em lại tưởng chị sếp rút trộm của em. Bà chị em chơi với nhau thì lại khó nghĩ lắm. Mà trên đời em ghét nhất những người có tính trộm vặt.
Không nên làm mà kiếm tiền, chỉ rình người ta sơ hở là trộm của người ta. Sống mà cứ phải đề phòng nhau là mệt mỏi lắm. Hai chị thấy em nói có đúng không ạ? Chị Trà mặt sầm lại. Tôi nói trúng tim đen của chị, mà chị Liễu thì cười ngượng. Ừ, em nói cũng đúng. Đúng quái. Thôi, em cảm ơn hai chị đã đếm hộ em nha. Thôi, em mang tiền lên phòng cất đây ạ. Chị Trà ấp úng. Ừ, em mang lên cất đi. Tôi ra đến chỗ cầu thang thì gặp mẹ chồng tôi. Bà hỏi, đếm xong rồi à, có đủ không con? Dạ, đủ mẹ ạ. Tiền nong là phải cẩn thận nha con. Dạ thưa mẹ. Tôi mang tiền lên phòng cười tầm. Hai bà chị làm sao mà qua mặt được tôi? Tính trộm của tôi 6 triệu hả? Không dễ như vậy đâu nhá. Tôi còn ở đây thì hai bà cứ xác định đi. Thích kiểu gì thì tôi chiều kiểu ấy. Chị Trà và chị Liễu đi về nhà. Chị Liễu hỏi, chị nghĩ nó có ngây ngô thật không? Em thấy nghi nghi rồi đó. Chị Trà lắc đầu. Thế tao cũng không biết nữa. Nó cứ kiểu gì ấy, tao không đoán được. Nhưng nó không phải dạng vừa đâu. Nó là một đối thủ đáng gờm đấy. Đừng có coi thường nó. Chị Liễu gãi đầu. Thế theo chị, cái vụ 1 triệu kia, nó có nghi ngờ gì chị em mình không chị? Chị Trà suy nghĩ một lúc rồi bảo, hay là trả lại cho nó 1 triệu đó vậy. Chứ không may nó biết thì rắc rối lắm. Cái con này nó nói thẳng mặt luôn đấy, rồi lại không biết để mặt vào đâu. Chị Liễu gật đầu. Em cũng nghĩ thế chị ạ. Tính nó hâm hâm dở dở, không biết đằng nào mà lần chị nhỉ. Hai chị dâu của tôi thấy tôi khó ăn quá nên quyết định trả lại 1 triệu cho tôi. Chị Trà cầm tiền sang nhà tôi chơi, ngồi ở phòng khách rồi để tiền ở dưới gầm bàn. Tôi đi về nhà luôn. Mẹ chồng tôi quét nhà, thấy dưới gầm bàn có 2 tờ 500.000 thì bà nhặt lên rồi lẩm bẩm. Cái con bé Tâm này, đầu óc chảnh mảng thật, ví tiền cũng để quên rồi tiền cũng vứt lung tung. Mình suốt ngày chỉ đi nhặt tiền và cất cho nó thôi. Mẹ tôi cầm tiền lên bảo, con làm rớt tiền dưới nhà phải không? Con có làm rớt đâu nhỉ? Thế 1 triệu này ở dưới gầm bà là sao? Chỉ có tiền của con chứ còn của ai nữa. Đếm lại tiền xem có phải thiếu 1 triệu không nào. Tôi nhớ ra 1 triệu hôm trước bị mất, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là tại sao tiền nó lại ở dưới gầm bàn nữa. Tài thật đi. Đến ngày tôi đi làm, tôi dậy sớm để nấu cơm giúp mẹ, để mẹ tôi không phải dậy sớm nữa. Như mọi khi là mẹ tôi nấu xong là mẹ tôi sang gọi mẹ con chị Trà dậy ăn rồi đưa nhau đi lớp. Bát cũng không phải rửa, cứ để đó phần cho mẹ tôi. Nhưng từ bây giờ tôi là người nấu cơm thay mẹ chồng. Nhưng tôi dở hơi ở chỗ là nấu cơm chín nhưng tôi chả sang gọi mẹ con chị ấy đâu, cứ để mẹ con chị ấy tự dậy lúc nào thì dậy. Nên tới giờ đi lớp rồi, hai mẹ con chị ấy mới cuống cuồng thức dậy. Chị Trà nhìn đồng hồ đã đến giờ, vội vàng thay quần áo cho con, vừa thay vừa gắt gỏng. Hôm nay sao bà ấy lại không sang gọi mình dậy ăn sáng nhỉ? Là mình ngủ quên muộn giờ mất thôi. Rồi chị vội vàng quay xe chở con đi học. Tôi dọn cơm gọi với ra. Chị và cháu ăn cơm xong thì đi ạ. Chị Trà gắt lên. Muộn rồi còn ăn uống cái gì nữa? Mẹ làm cái gì mà không thèm sang gọi chứ? Tôi thản nhiên nói. Mẹ mệt rồi nên từ giờ em nấu cơm thay mẹ. Chị biết giờ giấc con đi học thì chị phải đặt báo thức rồi gọi con dậy, ăn uống rồi đi học. Mình phải chủ động chứ ai lại cứ trông chờ rồi ỷ lại vào người khác thế. Chị Trà tức lắm. Nhưng vì vội đưa con đi học nên vội phóng đi luôn. Mẹ chồng tôi ở trong phòng đi ra. Thôi chết, mẹ quên không gọi hai mẹ con nhà nó rồi. Mẹ bảo dậy mà lại nằm ngủ quên mất. Tôi nói thẳng luôn ra quan điểm của tôi. Mẹ không cần phải làm thế đâu ạ. Chị ấy có phải làm cái gì đâu. Có mỗi việc đưa đón con mà cũng làm không xong thì còn làm được gì, quen ỷ lại vào người khác rồi mà. Nhưng mà nó sẽ trách mẹ đó. Chị ấy không có quyền trách móc mẹ. Có mỗi việc đặt báo thức rồi gọi con dậy, cho con ăn sáng mà cũng không làm được thì chị ấy làm được gì nữa ạ? Nghe tôi nói vậy rồi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn thấy lo lắng. Và mẹ tôi nói đúng, đưa con đi lớp về. Chị Trà để xe ở sân và hầm rồi đi vào nhà tôi. Tôi liền nói, chị Trà ngồi xuống ăn sáng cùng em luôn nhé. Tôi không ăn. Rồi chị tới gần chỗ mẹ chồng tôi, mặt sưng rỉa. Sao hôm nay mẹ không gọi con dậy? Để chút nữa là con bé muộn học, làm nó không kịp ăn sáng, uống mỗi hộp sữa rồi đi lớp đấy. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng giải thích. Mẹ tính dậy rồi, nhưng rồi mẹ lại ngủ quên mất. Để mai mẹ dậy, mẹ gọi nhé. Thôi con ra ngồi ăn sáng đi. Chị Trà gắt lên. Con không nuốt được,
có mỗi việc đó mà mẹ cũng không làm được nữa à? Hay bây giờ con mới nới cũ phải không? Tôi liền nói, thế giờ giấc của mẹ con chị phụ thuộc vào mẹ chồng à? Chị cũng là mẹ, sao chị không chủ động đặt báo thức rồi gọi con mình dậy? Sao chị cứ thích phụ thuộc vào người khác thế hả chị? Không phải việc của thím, thì thím đừng có xía mõm vào. Tôi đang nói chuyện với mẹ Hiền, chứ không nói chuyện với thím, nên thím ngồi im đi. Nhìn thái độ gắt gỏng, đá thúng đụng nia của chị tôi bực quá. Từ giờ trở đi, chị tự gọi con chị dậy, cho nó sang ăn sáng rồi đi lớp. Mẹ sẽ không sang gọi nữa. Đã nấu cơm cho sẵn, ăn rồi, lại phải lo gọi dậy nữa. Mà em nói luôn, từ giờ em nấu cơm thay mẹ đấy, em sẽ không gọi đâu, nên mong chị tự giác giùm em. Chị Trà tức quá sưng mày tao luôn. Mày thái độ gì đấy, mới chân ướt chân ráo về đây mà đã lên mặt dạy đời người khác rồi. Mày muốn làm bà chủ của cái nhà này ư? Chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em không quan tâm. À con này, mày giỏi đấy. Giờ mày vào hùa với bà ấy đúng không? Mày nhớ mặt tao đấy, tao không để yên cho mày đâu. Mày cứ chờ xem. Được rồi, em sẽ chờ. Thấy tôi và chị Trà cãi nhau, mẹ chồng tôi sợ lắm. Bà cứ kéo tay tôi. Con ơi, thôi, mẹ xin con đấy, đừng cãi nhau với chị nữa. Tôi liền nói, hiền quá để chị ấy lên nước bắt nạt mình đó mẹ. Từ giờ có con rồi, mẹ không phải sợ chị ấy nữa nhé. Lúc sáng tôi và chị Trà vừa cãi nhau xong, thì đến chiều chị Trà đã đi giao rêu tôi khắp xóm rồi. Chị giao rêu rằng tôi quái thai, tôi ghê gớm mới về được vài ngày, đã về phe với mẹ chồng, kiếm chuyện rồi chửi chị ấy, rằng tôi là thím mà nhỏ mọn, kẹt xỉn, tiếc cháu bát cơm nguội. Người ta kể đến tai mẹ chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi sợ tôi và chị lại kiếm chuyện với nhau nữa. Nên tôi đi làm về, mẹ tôi không nói gì cả. Mẹ chồng tôi giỏi nhị lắm, chính vì thế bà mới luôn bị hai cô con dâu bắt nạt. Hôm trước vừa cãi nhau với chị Trà, thì hôm sau lại tới lượt chị Liễu. Chị Liễu bán thịt lợn nên nhà tôi đều ăn thịt mà chị ấy mang về. Mà khổ nỗi, chị ấy đều mang thịt ôi thiêu về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn trả đủ tiền, thậm chí là giá đắt hơn chị bán ngoài chợ cho người ngoài nữa. Tôi mở tủ lạnh ra, cứ thấy mùi thiêu thối bốc ra, tôi mới ghé mũi vào người người và thấy mùi bốc ra từ túi thịt lợn. Tôi mới lôi túi thịt ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng. Mẹ mới mua túi thịt này à? Mẹ không, thịt nhà mình ăn là thịt chị Liễu con mang về đấy con ạ. Chị ấy bán thịt lợn mà, nên mẹ có mua thịt ở ngoài bao giờ đâu. Thế túi thịt này từ khi nào mà hôm qua con không thấy nhỉ? Lúc sáng sớm chị Liễu con để vào đó, mẹ còn chưa kịp trả tiền thì nó đã phội đi rồi. Thế là tôi hiểu rồi, thịt lợn hôm qua ế nên hôm nay chị bán lại cho nhà tôi mà. Bảo sao mà mùi kinh thế. Tôi để nguyên túi thịt đó trong tủ, rồi đi mua đồ ăn khác và dặn mẹ chồng, cứ để đó chiều tôi về tôi sẽ trả tiền cho chị Liễu sau. Mẹ tôi gật đầu, vì bà cũng chưa biết xử lý túi thịt ôi thối đó thế nào nữa. Đến 5 giờ chiều, tôi đi làm về thì thấy chị Trà và chị Liễu ngồi ở thềm nhà, cười với nhau hả hê lắm. Chị Trà vừa cười vừa kể, tao đi bêu rếu nó khắp xóm rồi, cho nó nổi tiếng cùng với mẹ chồng nó luôn, vui lắm mày ạ. Chị Liễu thấy tôi về thì nháy nháy mắt chị Trà. Thôi thôi, nó về rồi kìa. Chị Trà im không nói gì nữa. Tôi chào, hai chị đang ngồi nói chuyện gì mà vui thế ạ? Chị Trà đá đều, à cũng không có gì, tại có đứa nó thích nổi tiếng thím ạ. Nếu nó thích thì mình giúp nó nổi tiếng thôi. Chị Liễu gật gù, đúng rồi đúng rồi. Tôi cười đáp lại, vâng chị, nhưng mà cứ thích xỉa sói vào chuyện của người khác không hay ho gì đâu chị ạ. Gặp đứa hiền thì không sao, mà gặp phải đứa quái thai là nó cho vỡ mồm đó chị ơi. Em chả dại gì mà dây vào mấy cái việc không liên quan tới mình đâu. Chị Trà nhếch mép cười, nhưng tại nó thích nổi tiếng mà, mình chỉ giúp nó nổi thôi, là mình giúp nó mà thím. Tôi cười, giúp cái kiểu bơm kích rồi thêm bớt nhiều thứ vào đó hả chị? Nếu em mà là người nổi tiếng thì mấy cái người nói xấu sau lưng em vỡ mồm đó. Chị Liễu ngồi im không nói gì, nhưng chị Trà thì có vẻ không biết sợ là gì cả. Chị còn nói mỉa mai tôi, kinh, thím tâm đầu gấu như dân xã hội nhỉ, thím làm chị sợ sợ rồi đấy. Em không những đầu gấu mà em còn quái thai nữa đó chị à. Ai mà chơi xấu với em là chết với em đó. Rồi tôi lấy tiền ra hỏi chị Liễu, em gửi chị tiền thịt ạ? Chị Liễu đòn đà,
của thím hai cân thịt ba chỉ ngon, 340.000. Vâng, em gửi chị đây. À, lần sau thì chị để thịt tươi ngon hộ em với nhá. Sáng em mở tủ lạnh mà thịt thối không chịu được. Thịt ế từ hôm qua à chị? Chị Liễu tròn mắt. Thịt ế đâu mà ế, tươi rói rói mà. Thế chị chờ em tí, tôi vào mang túi thịt bốc mùi ra. Đây chị, thối không chịu được. Thịt này mà ăn là bệnh chết luôn đó. Mình lớn sức đề kháng tốt còn đỡ, chứ trẻ con bụng dạ non nớt ăn phải thì nguy hiểm lắm chị ạ. Chị Liễu ngại cúi sầm mặt xuống. Chị trà thì vạch túi thịt ra rồi bịt mũi lại. Ôi ôi, thịt thiêu thối rồi Liễu ạ. Con nhà tao với nhà mày đều ăn cơm bên đó, thế mà mày để thịt thối thế này à? Chị Liễu ngửi ngửi. Em có thấy gì đâu, chỉ cần luộc qua nước sôi là lại ngon lành thôi mà. Tôi lắc đầu. Thôi, em gửi lại chị túi thịt, lần sau chị không cần để thịt lại đâu. Em đi làm tiện đường em mua luôn cũng được. Chứ người nhà mà bán thịt kiểu này thì ai mà dám ăn hả chị? Chị Liễu còn bày đặt dỗi. Không lấy thịt nữa thì thôi vậy, ra chợ mà mua xem thịt có ngon hơn không. Tôi chả nói gì, đi về nhà. Chị Liễu bảo chị trả. Chị mang luộc qua rồi thái mà rang, vẫn ngon mà, nó cứ lẩm quá lên. Chị trả trừng mắt lên. Thối rồi mà mày bảo không sao à? Mày thấy ngon thì mày mang về mà ăn. Chắc từ giờ tao không dám để con ăn bên bà Hiền nữa mất. Cứ thịt ế là mày mang về như thế này, ăn vào ủ bệnh rồi chết mất thôi. Chị Liễu tiếc rẻ, mang túi thịt về luộc ăn thì nửa đêm đau bụng quá không chịu nổi nữa, mới sang gọi chị trà dậy đưa đi viện. Chị trà đang ngủ bị dựng dậy điên quá, chửi om sòm lên. Rõ là khổ, tôi đã cảnh báo trước rồi nhưng mà chị đâu có nghe. Từ hôm sau, tôi đi chợ mua thịt vừa tươi, ngon lại rẻ, có 120.000 một cân. Mà từ trước tới nay, chị Liễu đều lấy 170.000 một cân, xong lại toàn thịt ế, thiêu thối ra. Tính tôi vốn thẳng thắn, nên không vừa mắt là tôi nói ngay, nên thành ra tôi không ưa chị Trà và chị Liễu. Mặc dù ở nhà trông con, nhưng chị Trà không bao giờ đi chợ mua thức ăn cả. Hôm nào mà chị nấu cơm là y như rằng chị sang nhà tôi xin rau, xin khoanh cá. Có gì là chị xin cái đó, xin cá về rán, nhưng không có dầu rán, thì chị lại sai con bé mang bát sang xin dầu rán. Nói chung là chị không muốn bỏ một đồng nào ra cả. Còn hôm nào chị mải chơi điện thoại, chưa kịp sang là tôi đun hết rồi, thì chị lại chơi cái bài xui con gái sang nhà tôi xin canh, xin thức ăn. Chiều nay tôi nấu cơm xong hết rồi, chồng tôi mới về, nên tôi dọn cơm ra, thì con bé con nhà chị bê bát tô sang. Thím Tâm ơi, cho con xin ít thịt kho và một bát cơm ạ. Tôi liền hỏi, con đói bụng phải không? Ngồi xuống ăn cùng nhà thím luôn. Con muốn xin mang về nhà ăn ạ. Tôi cười bảo, nếu con ở đây ăn thì được, còn xin mang về thì không được, vì hôm nay thím nấu hơi ít. Thôi ngồi xuống ăn đi, thím nói phải nghe chứ. Mẹ chồng tôi dỗ nó, thế là nó ở lại ăn cơm. Nó là trẻ con thì tôi không tiếc, chứ mẹ nó lười làm thì tôi không muốn cho. Tôi cho nó ăn no bụng, tráng miệng miếng dưa hấu to rồi về. Nó chạy về nhà thì mẹ nó hỏi, sao về không thế? Cơm đâu, thịt kho đâu? Thím bảo con ở bên đó ăn luôn, ăn hết rồi không còn để xin mang về đâu mẹ ạ. Chị Trà bụng đói sôi ục ục. Mẹ bảo xin cơm về cho mẹ, xong con sang đó ăn sau mà, sao con không nghe mẹ hả? Thím nói là hết rồi, không có cho để mang về đâu mẹ ạ. Thím bảo mẹ tự nấu mà ăn đi, lười quen thân. Chị Trà tức lắm, nhưng không làm gì được, miếng ăn là miếng nhục mà. Trước quen ăn sẵn rồi, tiền chồng gửi về là cất hết vào két sắt, chẳng muốn bỏ đồng nào ra, lúc nào cũng tính bòn rút của người xung quanh. Nhưng bây giờ tôi về đây rồi, tôi sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Rồi từ đó, chị lại rêu rao tôi với những cái tên mới: Tâm quái thai, Tâm ghê gớm, Tâm không coi ai ra gì, vân vân và mây mây. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, phía trước còn những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi đi công tác một tuần, nên tôi bàn với mẹ chồng là không nấu cơm ở nhà nữa, mà hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Tôi lại mới chốt được khách VIP nên thưởng nóng 100 triệu. Nên tôi bảo mẹ chồng cứ xóa đi, sao lại phải xoắn. Thế là sáng ra, tôi chở mẹ chồng đi ăn sáng, rồi đưa mẹ vào quán cà phê ngồi, bảo mẹ cứ nhâm nhi cà phê sáng đi. Đến 9-10 giờ thì về nhà. Tới chiều tôi làm về, tôi lại chở mẹ đi ăn, rồi đưa mẹ sang nhà mẹ đẻ tôi chơi. Đến 7-8 giờ tối mới về, tắm giặt rồi đi ngủ. Trà nấu cơm nước gì hết,
chị trà có vẻ sốt ruột lắm. Sáng phải dậy sớm đưa con gái đi ăn sáng, rồi lại đưa đi lớp. Tới chiều lại ngó nghiêng sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi có nấu cơm không. Nhưng không thấy, chị lại thất vọng đi về. Về nhà chị nói với con gái: ở bên bà Hiền không nấu cơm mà mẹ lười đi chợ quá, con ăn tạm mì gói nhé. Tối qua cũng ăn mì gói rồi mà mẹ, con thèm ăn cơm mẹ ạ. Không còn cách nào, chị trà đành phải phi xe đi tìm quán cơm bụi để mua cơm về hai mẹ con ngồi ăn với nhau. Vì thế mẹ chồng tôi rảnh rỗi nên tôi đăng ký lớp tập yoga cho mẹ, để ban ngày rảnh mẹ đi tập, vừa khỏe người lại vừa không phải ở nhà làm ô xin cho hai chị dâu. Thế là hợp lý nhất. Chị trà và chị Liễu thấy tôi và mẹ chồng thân nhau thì tức lắm. Nhân tiền thưởng về, tôi lại đưa mẹ chồng đi siêu thị mua quần áo, đều là đồ hiệu xịn sò. Chị trà và chị Liễu có vẻ không vui. Thấy tôi và mẹ chồng về tới là hai chị đi sang hóng hớt. Chị trà nhìn túi đồ to thì hỏi: mẹ và tí mua nhiều đồ thế, mặc sao hết, lại để phí ra. Chị Liễu nhìn túi đựng đồ thốt lên: toàn đồ hiệu, đẹp thế, thím Tâm đại gia thế. Tôi cười: cũng có mấy đâu ạ, vài bộ quần áo thôi mà, đại gia gì đâu ạ. Hai chị đi về nhà hậm hực với nhau. Bà Hiền thế mà lại may gặp được con Tâm đại gia nhỉ, lâu lắm rồi chả ai mua đồ cho tao. Thôi về đi ngủ đi, chị có tiền mà, thích thì chị tự đi mà mua, trông chờ vào ai nữa. Rồi chuyện không may đã ập tới chồng tôi. Anh bị tai nạn khi làm nhiệm vụ, bị thương ở chân. Cũng may là bị nhẹ nhưng không đi làm được, nên chồng tôi được ở nhà ăn uống dưỡng sức. Chuyện cũng không có gì to tát cả, ở nhà đã có mẹ tôi cơm nước rồi nên tôi yên tâm đi làm việc. Nhưng từ khi tôi không nấu cơm cho mẹ con chị trà ăn trực nữa, thì chị ấy lại rủ em gái chị ấy đến ở cùng. Em gái chị ấy đi học ở gần nhà tôi, nhà đẻ chị trà ở dưới quê, nên chị ấy rủ em gái về ở cùng cho đỡ tốn tiền nhà trọ. Vì chồng chị ấy đi nước ngoài nên cũng không có gì bất tiện cả. Rồi em gái chị nấu cơm nước, dọn dẹp giặt giũ, rồi dạy cháu học bài. Thành ra chị trà lại nhàn rỗi quá. Em gái chị trà tên là My, 20 tuổi. My nhỏ người có duyên, lại rất chịu khó, không lười như chị trà. Người ngoài sẽ không thể tin được là My và chị trà là hai chị em ruột. Tôi đi làm ở nhà My, vẫn hay sang nhà tôi xem mẹ tôi làm gì, là My làm hộ, như là quét nhà, lau nhà, quét sân, quét cổng sạch bóng. My nấu cơm xong là My lại sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi nấu chưa, nếu chưa là lập tức My nấu hộ ngay. Mẹ chồng tôi cứ không tin My là em gái ruột của chị trà. Bà bảo cái trà nó lười bao nhiêu thì em gái nó lại chăm chỉ bấy nhiêu. Dần dần My với mẹ chồng tôi thân thiết như mẹ con vậy. Có gì là mẹ tôi lại mang sang cho My, và My cũng thế. Cứ đến cuối tuần là My lại về quê chơi, rồi sáng thứ hai My lại lên lại, mang nào là rau, củ, trứng, cá, đều là đồ quê rất sạch và ngon. Rồi My lại chia cho nhà tôi phân nửa, nên My được lòng mẹ chồng tôi lắm. Tôi cũng quý mến và coi My như chị em trong nhà, vì cách nói chuyện của con bé rất nhẹ nhàng và tử tế. Nhưng trong thời gian chồng tôi ở nhà dưỡng sức, thường hay gặp mặt My nên có nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra. Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ chồng tôi thường gọt một đĩa hoa quả để chồng tôi ăn. Hôm đó chân chồng tôi bị đau nên chồng tôi đi lên phòng nằm. Mẹ chồng tôi thấy My sang, bà liền nói: My ơi, con bê đĩa táo lên phòng anh thức hộ bác với, bác đang dọn dẹp dở tay. My vui vẻ trả lời: dạ vâng, bác cứ để con. My bê đĩa táo lên đến cửa. Ở trong phòng thức đang thay áo, anh mặc áo sơ mi trắng để bạn anh tới chở đi uống nước. My đứng ngây người nhìn thức. Ở góc nhìn nghiêng, My thấy thức đẹp trai đến lạ lùng. Vẻ đẹp đó khiến tim My đập mạnh. Thức quay ra: My đấy à? My giật mình luống cuống: à dạ, em bê đĩa táo lên ạ. Thức cười, và nụ cười hút hồn ấy khiến cho tim My càng đập mạnh hơn. Anh phải ra ngoài bây giờ, em mang xuống ăn cùng mẹ anh nhé. Thức đi rồi mà My vẫn đứng ngây người ra ở đó. Ôi, đẹp trai quá. Thức đi xuống nhà chào mẹ rồi đi ra cổng. Mẹ tôi không thấy My xuống mà gọi mấy câu không thấy My trả lời, nên bà đi lên xem My đang làm gì mà bà lại không gọi được. Bà đi lên thì thấy My vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng. My, My, sao con đứng ngây ra thế? My vẫn không nghe thấy gì. Đến lúc mẹ chồng tôi vỗ tay vào người
thì My mới bừng tỉnh. Dạ dạ, sao không xuống nhà mà đứng ngẩn tò te ra thế? Dạ, tại con đang mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, thôi mình xuống nhà thôi bác. My về nhà lên giường nằm chùm chăn miên man suy nghĩ. Chị trai đi chơi về thấy vậy hỏi: em mệt à? Không ạ. À, thế sao nằm im thế? Chị tưởng em ốm cơ. Đẹp trai thật đấy chị ạ. À, chị trà trố mắt lên hỏi: ai đẹp trai? Anh Thức. Đẹp trai lạnh lùng. Này, em đang nghĩ gì trong đầu thế? Nên nhớ chú Thức có vợ rồi, linh tinh vừa thôi nhé. My thở dài: tiếc thật, giá mà anh ấy chưa lấy vợ thì hay biết mấy. Chị trà chửi: bố con điên, mê ai không mê, lại mê đàn ông có vợ, bỏ đi mà làm người em gái ạ. À, My cười chị: xã hội bây giờ văn minh hiện đại lắm chị ạ. À, biết đâu mai kia anh Thức ly hôn vợ để yêu em thì sao? Chị trà lườm em gái: thôi tôi chịu, cứ ở đó mà mơ tưởng đi, đến tai con Tâm lại chết với nó ấy. Rồi My nửa đùa nửa thật: chị thử nghĩ xem, nếu em làm em dâu của chị thì sẽ như thế nào nhỉ? Chị trà nghĩ rồi nói: thì mọi thứ là của chị em mình hết, rồi mình muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Rồi My hỏi lại chị: như thế có thích hơn bây giờ không hả chị? Chị trà ngẫm thấy cũng đúng, chị em ruột với nhau vẫn hơn người ngoài mà, thì tất nhiên là tốt hơn nhiều. Nhưng chú Thức đã có vợ là thím Tâm rồi, muộn mất rồi em gái ạ. À, nếu gặp mấy tháng trước thì may ra có cơ hội thay đổi, còn bây giờ chậu đã có hoa rồi. My nói rất thản nhiên: hay là em bẻ hoa cướp chậu nhỉ? Chị trà trố mắt ngạc nhiên: em nói cái gì cơ? Em nói là hay là em bẻ hoa cướp chậu, chị thấy có hợp lý không? Vì anh Thức chính là mẫu bạn trai mà em thích, đẹp trai lạnh lùng và nghề nghiệp ổn định, đó là mơ ước của bất kỳ cô gái nào. Chị trà khá sốc trước phát ngôn gây sốc của em gái: em đang nói thật hay đùa thế My? Em nói thật ạ. À, chị trà khá sốc trước những lời My nói. Chị không nghĩ là một đứa em ngoan hiền ngây thơ trong sáng như My lại có thể nói ra được những câu nghe sốc tới như vậy. Không những sốc mà My còn khẳng định cho chị thấy là My đã trưởng thành rồi, hoặc nói cách khác là My đã sống có mục đích và có tham vọng lớn cho cuộc đời mình. Tôi vốn tính hay nhạy cảm, nên chiều nay đi làm về, thấy mẹ tôi đang ngồi xem tivi, còn My thì đang nấu cơm giúp mẹ tôi, còn chồng tôi thì mới đi chơi với bạn về đang tắm ở trên gác. Nhưng điều đáng nói ở đây là My mặc rất mát mẻ, quần sọc bò và áo hai dây, nhìn khúc nào ra khúc nấy, nhìn khá là bắt mắt. Tôi thấy không vui, tôi thấy My mặc như vậy là không hợp, vì nhà còn có chồng tôi là đàn ông nữa. My mặc vậy đàn ông nhìn thấy sẽ thấy thích thú cho mà xem. Mà kể cũng lạ, mọi khi My không mặc mát mẻ như thế mà hôm nay lại mặc như thế. Sao tự dưng My lại đổi cách ăn mặc như vậy chứ? Nhìn thấy tôi về thì My đi ra tươi cười nói: chị Tâm đã về rồi ạ. Ừ, thế chị nấu tiếp nha, em xin phép về đây ạ. Ừ, em cứ để đó cho chị. Rồi My đon đà: con về đây ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu: ờ, con về nhé. My về rồi, mẹ chồng tôi tấm tắc khen: con bé này vừa ngoan ngoãn vừa chịu khó, ăn nói thì dễ nghe, sau này ai lấy được nó thì sướng cả một đời. Chồng tôi tắm xong đi xuống thấy tôi, anh tươi cười: vợ về rồi à, cơm chín chưa, anh đói quá rồi. Dạ chín rồi, để em dọn ra, anh ngồi xuống bàn đi. Đang ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi khen: cái mì nó kho cá ngon quá các con nhỉ. Tôi gật đầu: vâng ạ. À, con bé khéo quá, lại ăn nói dễ nghe nữa, công nhận thích thật đấy, sau này ai lấy nó là sướng nhất nha. Chồng tôi liền nói: nhiều khi những gì mình thấy lại không phải như thế đâu mẹ, phải sống cùng nhau lâu mới hiểu được về nhau, mà có những người sống cả đời cũng không hiểu hết về nhau ấy, nên mẹ đừng vội tin người quá nhé. Tôi thấy chồng tôi nói câu hay quá, tôi gật đầu lia lịa: chồng em nói đúng quá, triệu lai triệu lai. Mẹ chồng tôi vẻ mặt ngạc nhiên: con nói vậy là sao hả con? Chồng tôi cười: mẹ hiền lương thiện quá. Thôi, con nói thế này cho dễ hiểu nhé. Ví dụ là có rất nhiều người nói xấu mẹ khắp xóm và mẹ cũng biết đúng không? Nhưng thực tế mẹ hiền không hề xấu như những lời họ nói, mẹ đã hiểu chưa? Mẹ hiền lắc đầu: thế là sao? Mẹ không hiểu cho lắm, con nói rõ ra được không? Tôi liền nói thẳng. Nói thẳng ra là cái My luôn thể hiện trước mặt chúng ta là nó ngoan hiền như thế, nhưng chưa chắc nó ngoan hiền như những gì nó thể hiện đâu mẹ ạ. Thế mới nói, nhiều khi những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng là sự thật đâu ạ. Mẹ chồng tôi gãi đầu: vậy hả? Mẹ không nghĩ ra chuyện đó đâu. Thôi mình ăn cơm đi, không nguội hết.
Ăn tối xong, My đứng ngắm mình trước gương. Cô gật đầu hài lòng. Ngực cũng đẹp, mông cũng cong. Cười duyên vậy mà, lại ý là sao nhỉ? Ông trời ơi, ông mất công quá mà. Chị Trà vào thấy vậy liền hỏi. Gớm không? Hôm nay lại ăn mặc mát mẻ thế. Chị thấy em có đẹp không ạ? Đẹp, có quyến rũ không? Cũng bình thường, không quyến rũ mấy. My xị cái mặt xuống. Thế thì em quyến rũ chồng người ta sao được ạ? Trà cau mày. Mày nghĩ tính quyến rũ thằng Thức thật đấy à? Thật đấy, không đùa đâu. Chị không tin em sao? Còn tầm nó ghê gớm lắm đấy. Rồi nó lại đập cho, tao không cản được đâu. My rất tự tin. Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Em sẽ khiến cho anh Thức tống cổ chị ta ra khỏi nhà. Và em sẽ thay chị ta làm vợ anh Thức. Mày tự tin nhỉ? Khéo nó lại đập cho mày vỡ mặt đấy. Ở đó mà quyến rũ chồng nó đây. Mà trên đời hết đàn ông rồi hay sao? Mày lại đi thích người đã có vợ vậy hả? Nhưng mà em thích, em mê, em không thể quên anh ấy được. Mày điên rồi My à? Vâng, em đang bị điên tình chị ơi. Chị Trà không thèm nói nữa. Kệ cho My muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến chị là được. My lên kế hoạch thật kỹ càng và làm lần lượt từng bước một. Đầu tiên, My lấy lòng mẹ hiền và tạo ấn tượng với Thức. Sau đó, My tìm Facebook của Thức. My gửi lời mời kết bạn, nhưng Thức không xác nhận. Mặc dù trước đó My đã vào tường của Thức bão lai một lượt rồi. Thấy không có động tĩnh gì, My liền chủ động nhắn tin cho Thức. Nhưng Thức không để ý nên không trả lời, vì anh còn bận ôm laptop cày game. Tôi tắm xong lên giường nằm. Chồng tôi mãi chơi game nên tôi chán quá, không có gì để chơi. Xem chán điện thoại của tôi, không có gì, nên tôi cầm điện thoại của chồng lên xem có gì không, thì thấy có tin nhắn chờ từ My. Tôi mới tò mò mở ra xem. Thấy tin nhắn của My: anh Thức ơi, cho em hỏi tí. Tôi đoán ngay là em My, em gái của chị Trà. Lướt vào trang cá nhân, thấy My đăng những status thả thính kiếm người yêu tùm lum ra đó. Tôi nghĩ bụng, ban ngày gặp mặt thì không hỏi, tối về bày đặt nhắn tin. Và thấy bài nào chồng tôi chia sẻ là lại thấy em My like. Em mới kết bạn với chồng tôi nhưng lại chặn tôi cơ. Thảo nào tôi vào nick của tôi tìm nick của My nhưng không thấy. Ủa sao lại lạ vậy? Em My sợ tôi biết điều gì ư? Hay là em muốn la liếm chồng tôi? Tôi vốn đa nghi lắm. Và tất nhiên em My trở thành danh sách đen của tôi ngay. Tôi cầm điện thoại của chồng trả lời tin nhắn chơi chơi. Là chị Tâm đây, anh Thức đang chơi game nên bảo chị trả lời tin nhắn hộ. Em muốn hỏi chuyện gì thế? My hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó My bình tĩnh trả lời và My lái sang vấn đề khác. Có một người bạn trai nhắn tin làm quen với em. Anh ấy nói làm cảnh sát nên em muốn hỏi xem anh Thức có biết không thôi ạ. Vậy thôi, có gì mai gặp rồi em hỏi sau. Anh chị ngủ ngon nhé. Tôi cười nhếch mép rồi cho em ấy vào danh sách chặn luôn. Chồng tôi vẫn kể game mà không hề biết gì. Mặc dù không biết là em My có ý đồ gì với chồng mình không, nhưng vẫn để phòng cho chắc, đúng không mọi người? Chặn em nó xong, tôi lấy nick Facebook của chồng úp cái ảnh tình cảm của hai đứa với status: em là nắng, anh là gió, người thứ ba xen vào là chó. Tôi nghĩ trong bụng, chỉ cần em My nhấp nhô phát là tôi sẽ đập em My bẹp tép luôn. Lâu lắm rồi tôi chưa đánh ai nên đang ngứa chân ngứa tay đây. Chồng tôi chơi game xong ra hỏi: ơ, vợ chưa ngủ à? Vợ ngủ sao được khi không có chồng nằm cạnh chứ. Thế sao vợ không nói để chồng đi ngủ cùng với vợ? Thế giờ mình ngủ cùng nhé. Chồng tôi mở điện thoại ra, thấy tôi úp ảnh thì cười: ái chà, vợ anh hôm nay lại đăng ảnh cơ à? Thế không được à? Được chứ, tại hôm nay chồng thấy vợ hơi lạ thôi. Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm. Tôi chợt nghĩ đang hạnh phúc thế này, yêu thương đong đầy thế này mà xuất hiện người thứ ba thì đau lòng nhỉ. Và tại sao trên đời này, giữa cái xã hội văn minh như thế này, lại luôn có những người thích làm tiểu tam như vậy? Sau một tuần ở nhà ăn dưỡng nhưng chân của chồng tôi vẫn chưa khỏi, nên anh lại phải ở nhà thêm một tuần nữa. Và bắt đầu thấy chán, Amy không nhắn tin cho Thức được thì em lại chuyển hướng. Sáng sớm lúc tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm thì không thấy mặt mũi của Amy đâu cả. Nhưng vừa thấy tôi lái xe ra cổng là Amy dậy luôn. Dậy một cái là My đánh răng rửa mặt chải tóc rồi tô son cho xinh xắn, rồi cầm chổi ra quét sân. Chị Trà dậy để đưa con gái đi lớp thì giật mình: trời, mới ngủ dậy mà mày đánh son rồi à?
đánh son để đi quét sân à? Mì nhăn nhó, kệ em thích thì em đánh son cho xinh cái. Thế mà cũng nói, ừ thì kệ mày, thế ăn gì để tao mua. Thôi, chị cứ để lát em đi chợ em mua đồ, chứ cứ đưa con đi lớp rồi đi ăn sáng luôn đi. Còn em thì chị không phải lo đâu. Ừ, kệ mày đấy. Lúc mẹ Hiền dậy thì My đã quét xong. Bác dậy sớm thế, sao bác không ngủ thêm đi ạ? Bác dậy để đi chợ cho sớm, cháu có đi chợ không? Dạ có ạ, vậy hai bác cháu mình cùng đi nhé. Rồi My chở mẹ Hiền đi chợ. Mua đồ ăn xong về, My còn nấu phở bò cho Thức và mẹ Hiền ăn nữa. Thức dậy ngửi mùi thơm quá, anh đi xuống nhà. Mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm thế? My lễ phép. Dạ anh dậy rồi à, em đang định lên gọi anh dậy ăn phở bò đấy. Thế mẹ anh đâu rồi? Bác vừa ra đầu ngõ rồi ạ. Chắc bác phải ngay đấy, anh ngồi xuống đi ạ. Thức ngồi xuống, My bê tô phở ra. Bát phở thơm ngon thế, cũng không ngon bằng em My. Chiếc áo hai dây ngắn nên hở nhấp nhô một số thứ ra ngoài. Anh ăn luôn cho nóng ạ. Thức gật đầu, cảm ơn em nhé. Rồi My đi lấy cho Thức cốc nước mát. My để cốc nước xuống bàn, còn người thì đứng sát vào người Thức. Rồi sau đó, My dựa luôn vào người Thức. Thức đẩy My ra. Anh nóng quá, em đứng xa ra đi. My mới đứng ra xa một chút. Phở có ăn được không ạ? Ngon lắm, cảm ơn em. Thế ngày mai anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Thức lắc đầu. Thôi em cứ kệ anh ăn cơm quen rồi, ăn phở anh không quen. My cười e thẹn. Phở mềm, lại ngọt nước, anh không thích à? Thức cười. Mềm thật, ngọt thật, nhưng nhanh đói lắm em ạ. Ăn cơm cho chắc dạ thôi. Người gì mà chỉ biết cơm với cơm thôi thế, lâu lâu cũng cần phải đổi món chứ. Giờ phở sợ lắm, nhiều chất bảo quản, nên anh cứ ăn cơm cho nó lành. Thức ăn xong, anh bê bát đi rửa thì My vội giữ tay Thức. Anh cứ để em rửa cho. Rồi My lại đứng sát vào người Thức. Áo thì trễ xuống, ngực hở hết ra. Thức cau mày lại nói rất nghiêm túc. Em thay cái áo tử tế vào, ăn mặc vô duyên quá My ạ. Bị Thức nói thẳng vào mặt, My ngại cúi mặt xuống. Vâng, sao anh khó tính thế? Em quên anh là cảnh sát à? Nên tính anh rất nghiêm túc. Em đừng quá trớn rồi lại mất vui. Nói xong, Thức để bát đó rồi đi lên phòng. My thì hậm hực lầu bầu. Đúng là người cổ hủ, mình đã khơi ra như thế rồi mà chỉ biết cơm với cơm thôi. Để xem anh trốn tránh em được mãi không. Mẹ Hiền ở ngoài đi vào. Cháu lẩm bẩm cái gì thế hả My? My vội thay đổi sắc mặt luôn. Cô ta đòn đà. Bác về rồi ạ, bác ăn phở luôn cho nóng bác nhé. Thầy Thức thái độ lạnh nhạt ra mặt như vậy, My tức lắm. Nhưng trước mặt bà Hiền, cô ta vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Chỉ còn vài hôm nữa là Thức đi làm rồi. Nếu My không nhanh tay thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ Thức đang ở nhà dưỡng sức, mà My còn không dụ được thì mai kia Thức đi làm suốt thì My dụ sao nổi. My quyết định mua thuốc mê để dụ Thức. Sau khi mất 500.000 cho đứa bạn thì My cũng mua được thuốc mê. My đút trong túi áo và chờ cơ hội ra tay. Sau khi bị My dụ dỗ, Thức có vẻ không hài lòng. Tối nay cả nhà ngồi ăn cơm, Thức nói: Mẹ Hiền à, con không thích cái My ngày nào nó cũng sang đây đâu. Nếu mẹ mệt thì cứ để vợ con làm về, rồi cô ấy nấu cơm dọn dẹp. Mẹ đừng nhờ My sang làm hộ nữa nhé. Tại sao vậy con? Con không vừa ý sao? Vâng, con không thích có đứa con gái cứ ăn mặc hớ hênh rồi ưỡn ẻo ở trong nhà mình. Tính con nghiêm túc, chắc mẹ cũng biết rồi phải không? Mẹ Hiền gật đầu. Thế giờ mẹ không nhờ nó nữa. Tại mẹ thấy nó nhiệt tình quá nên mẹ không đành lòng nói nó. Tôi nghe chồng nói như vậy thì tôi tức sôi máu lên. Đúng như tôi nghĩ, tôi đi vắng kiểu gì cô ta cũng ưỡn ẻo trước mặt chồng tôi mà. Cô ta phải quá trớn thì chồng tôi mới nói vậy chứ. Bình thường thì chồng tôi đã không nói rồi. Tôi bực quá gắt lên. Từ giờ cô ta sang thì mẹ đuổi cô ta về. Nếu mẹ dọn dẹp mệt thì con thuê giúp việc. Mẹ mà để cô ta sang đây nữa thì mẹ đừng trách con. Mẹ Hiền bị tôi quát thì ngồi im luôn. Bà ấy hiền lắm, không biết được những chuyện xa xôi đâu, nên bà bị con My qua mặt là phải. Tôi tức quá không nuốt nổi cơm nữa. Tôi đi lên phòng nằm. Chồng tôi thấy vậy cũng đi lên theo. Thôi vợ đừng giận nữa nhé, anh biết phải làm gì mà, vợ đừng có lo. May mà anh không dễ dụ đó, nếu là người khác thì không biết mọi chuyện như thế nào rồi. Chồng tôi nháy mắt. Vợ quên anh là cảnh sát à? Vớ vẩn, anh cầm tay giải về đồn hết nhé. Tôi ôm lấy chồng. Cảm ơn anh. Mặc dù Thức nói vậy, nhưng tôi vẫn không yên tâm đâu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng thì thấy em My đang quét sân. Em mặc cái váy ngủ mỏng tang,
Tôi đi ra gần em và nói: "Mi, em bao nhiêu tuổi rồi?" Mi hơi ngạc nhiên: "Dạ em 20 tuổi ạ." "Em lớn bằng từng đó rồi mà em không biết suy nghĩ à? Chị nói gì em không hiểu. Em nhìn cách em ăn mặc đi, hầu hết thế này thì em mặc làm gì nữa? Sao không cởi chuồng ra luôn cho xong? Ở cái nhà này vẫn còn chồng chị là đàn ông đấy. Hay là hôm qua anh ấy nói em vậy vẫn chưa đủ làm cho em thay đổi cách ăn mặc. Có cần chị chụp ảnh rồi đăng lên Facebook cho em nổi tiếng không?" Mì xấu hổ, nhưng cô ta vẫn trơ mặt ra đó. "Hay là em định dụ chồng chị, coi chừng chị đập cho nát mặt đó nha em." Mì cãi: "Chị nói linh tinh cái gì vậy? Chị đang vu khống cho em đó. Em nghĩ em có thể qua mặt được chị sao? Đừng để tới lúc chị đập cho răng không còn thì mới biết thế nào là linh tinh nhé." Chị Trà ở trong ra ngoài thấy vậy liền nói: "Có chuyện gì mà sáng ra đã to tiếng với nhau thế?" Tôi nhếch mép cười: "Chị thấy em gái chị ăn mặc như con cà phê thế này mà chị không biết đường nhắc nhở em gái mình à?" Chị Trà nghiến răng: "Thím nói hơi quá rồi đấy. Thím nói ai ăn mặc như cà phê hả? Chị nhìn thế này mà chị chấp nhận được hả? Nếu chị chấp nhận được thì em thua chị rồi. Làm thế nào thì làm, đừng để hàng xóm nó chửi vào mặt chị là không biết đường dạy dỗ em gái nhé." Chị Trà tức quá gào lên: "Mày im đi. Từ bây giờ em cấm chị em gái của chị bước chân sang nhà em. Và chồng em cũng đã nói thẳng rồi đấy, đừng có mà ưỡn nẹo trước mặt chồng em như thế, chả khác gì con đĩ điếm đâu." Tôi nói vậy thì chị Trà tức lắm, nhưng còn Mi thì mặt nó cứ trơ lì ra. Đến lúc tôi đi làm thì ở nhà chị Trà nói với Mi: "Mẹ cướp chồng con Tâm đi, tao cho phép đấy." Mi ngơ ngác: "Ơ, chị ủng hộ em ư?" "Ừ, mới đầu tao không thích đâu, nhưng giờ tao ủng hộ mày đấy. Mày phá cho con Tâm với chồng nó tan cửa nát nhà luôn đi, còn khốn kiếp, không coi ai ra gì, nó đáng bị trừng phạt." Mi nghe chị gái ủng hộ thì mừng lắm: "Nếu chị đã ủng hộ em thì chị phải giúp em thì em mới thành công được ạ." "Giúp như thế nào?" "Hôm nay chị Liễu không có nhà, chị rủ bà Hiền đi chơi đâu đi, còn một mình anh Thức ở nhà thì em mới dễ hoạt động được. Chị hiểu ý em nói không?" Chị Trà gật đầu: "Được, ta sẽ rủ bà Hiền đi chơi, mày ở nhà tính cho nhanh gọn lẹ vào nhé." Mi cười tự tin: "Dạ em biết mà." Theo kịch bản của em Mi thì chị Trà sẽ rủ mẹ Hiền đi chơi để Mi ở nhà dụ anh Thức. Chị Trà sang nhà rủ mẹ Hiền: "Mẹ ơi, mẹ đi siêu thị với con đi." Mẹ Hiền đang lau bếp nói: "Nhưng mẹ còn dọn dẹp nữa, con rủ cái Mi đi cùng đi." Chị Trà là bộ buồn rầu: "Con rủ rồi nhưng nó không đi, nó ở nhà chờ bạn nó qua lấy đồ. Thôi mẹ đi cùng con đi mà, tiện thể con mua cho con bé mấy bộ quần áo của nó cũ hết cả rồi." Mẹ Hiền gật đầu: "Thế chờ mẹ dọn dẹp xong đã nhé." "Thôi mẹ đi cùng con, lát về con phụ mẹ dọn dẹp, đi mẹ." "Thôi được rồi, vậy chờ mẹ thay quần áo rồi đi." "Dạ." Chị Trà chờ mẹ Hiền đi, em Mi bắt đầu sang để thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay em ăn mặc khá là kín đáo, quần sọc lửng, áo cộc tay, trang điểm nhẹ nhàng. Em Mi sang nhà thì Thức vẫn ngủ trên gác. Mi đi ra bếp cầm cái son ném xuống sàn nhà, trang một tiếng rõ to. Mi cố ý đánh động để Thức tỉnh giấc và mở cửa đi ra ngoài. Và Thức tỉnh giấc thật, anh đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà. "Mẹ Hiền ơi." Mi cười: "Mẹ với chị Trà đi siêu thị mua đồ rồi anh ạ, để em hâm nóng thức ăn cho anh nhé." "Thôi em cứ để anh làm được rồi." "Không được, bác Hiền dặn em khi nào anh dậy phải hâm nóng thức ăn cho anh." "Anh ngồi xuống đi." Thức ngại, anh ngồi xuống nghe theo lời Mi. Anh ngồi ăn còn Mi ngồi bên cạnh nói chuyện. "Anh Thức, em xin lỗi anh nhé." "Xin lỗi chuyện gì vậy?" "Em xin lỗi vì đã để anh phải nhắc nhở em về chuyện ăn mặc ấy. Từ giờ em sẽ không như vậy nữa đâu ạ." Thức gật đầu: "Ừ, em nghĩ được vậy là tốt. Mày là con gái nên giữ ý tứ một chút." "Dạ em nhớ rồi ạ." Sau đó Mi đi lấy cốc nước lọc và bỏ hai viên thuốc mê vào. Chờ tan hết rồi Mi bê ra: "Nước mắt của anh đây ạ." "Cảm ơn em." Mi giả vờ đi ra: "Thôi em về nhà dọn dẹp đây. Anh ăn xong cứ để bát đấy, lát em qua rửa cho nhé." Thức gật đầu: "Ừ, em cứ về đi." Mi ra ngoài lẩm bẩm: "Số trời đã định, anh là của em rồi Thức ạ." Nhưng Mi không thể ngờ rằng Thức rất tỉnh táo, vốn dĩ anh là cảnh sát hình sự mà, nên chỉ cần một cử chỉ khác lạ là trong đầu anh đã phân tích và lập luận ra bao nhiêu vấn đề rồi. Thức cầm cốc nước lên uống, vừa nhấp vào miệng, Thức đã cảm nhận được vị hơi lạ của cốc nước. Anh liền để cốc nước xuống gầm bàn và để một cái cốc lên
coi như là anh đã uống hết cốc nước rồi. Rồi anh bê bát ra rửa. Mẹ ở ngoài đi vào. Em đã bảo là anh cứ để cho em rửa cho mà. Thôi, anh rửa luôn cũng được mà. Mi nhìn thấy cốc không, cô ta mừng thầm. Anh uống hết nước rồi ạ? Ừ, hết rồi. Dạ, thế để em gọt táo nhé. Mi mở tủ lạnh lấy táo ra gọt. Thức rửa bát xong, vì muốn tránh mặt Mi nên anh đi lên gác. Mi gọt táo xong, cô bê lên gác gọi cửa. Anh Thức ơi, mở cửa cho em với. Thức ra mở cửa. Có chuyện gì không? Anh đang bận nên cần ở một mình. Dạ không có gì, em bê táo lên cho anh thôi ạ. Mi bê táo vào phòng để lên bàn và nhìn khắp phòng Thức. Ảnh cưới của anh đẹp quá, anh chị đẹp đôi thật đấy. Ừ, cảm ơn em. Mi liếc mắt nhìn Thức. Sao anh ấy vẫn chưa ngấm thuốc nhỉ? Rõ ràng đã uống hết rồi mà. Thức ngồi mở máy tính ra để xem công việc tuần tới thế nào. Mi tiến lại gần hỏi. Anh có thấy nóng không ạ? Thức nghĩ, không biết cô ta đang có ý đồ gì. Vì anh là cảnh sát nên anh lại càng hay đa nghi. Anh gật đầu. Ừ, nóng thật. Mi mừng thầm. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đây. Rồi Mi lại đưa hai tay sờ vào người Thức. Rồi dựa người mình vào lưng Thức. Thức thấy ghét rồi. Nhưng anh thử im lặng xem Mi định làm gì anh. Mi thấy anh im im. Thì cô ta bắt đầu luồn tay sờ vào ngực Thức. Miệng thủ thỉ. Anh nóng không? Em cởi áo cho nhé. Thức vẫn không nói gì. Mi ôm lấy Thức. Hôn vào cổ anh rồi rúc rúc mặt vào cổ Thức. Thức à, em thích anh, em yêu anh. Thức khẽ nói, nhưng anh có vợ rồi mà. Không sao cả, em nguyện là người tình bí mật của anh. Thế em không sợ mọi người biết à? Nhất là vợ anh, nó biết là anh với em tan xác đấy. Em không sợ đâu, anh không nói, em không nói, thì không ai có thể biết được. Em đã nói, em nguyện làm người tình bí mật của anh rồi mà. Thế à, có đáng tin không vậy? Mi tưởng Thức không tin lời cô nói, nên cô buông Thức ra và tự cởi quần áo của mình ra, chân như nhộng đứng trước mặt Thức. Anh Thức, hãy chiếm lấy em đi, hôm nay em là của anh Thức đó. Thức đứng dậy cười, được, Mi cũng cười sung sướng. Em biết ngay là anh cũng thích em mà, mèo nào mà mèo lại chê mỡ đâu anh nhỉ. Đến đây với em sẽ chiều anh hết nấc, anh muốn gì em cũng chiều anh hết nhé. Đảm bảo anh sẽ phê, quên lối về. Thức bật cười rồi đi ra về phía tủ đồ anh vẫy Mi. Nghe hấp dẫn nhỉ, thế em đi lại đây với anh. Mi thấy vậy nghĩ trong bụng, sao anh ấy không lên giường mà lại ra phía tủ nhỉ? À, mình hiểu rồi, anh ấy thích cảm giác mới lạ đây mà. Chắc anh ấy chán kiểu nằm rồi, nên giờ chuyển sang kiểu đứng. Mi tùng tằng hớn hở, dạ em đến đây. Thức cười nhăn cười nhở, ok em yêu, lại đây với anh nào. Mi tới gần nũng nịu, anh có yêu em không? Thức cười nháy mắt, em nhắm mắt vào đi, anh tặng em cái này. Mi mắt tròn xoe, anh tặng quà cho em, trời ơi tin được không đây? Tin được, dạ anh yêu. Mi vội vàng nhắm mắt lại, cô hồi hộp chờ đợi. Thức nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra và lấy ra cái cầm số 8 mà anh chuyên cầm tay tội phạm ra và khẽ móc vào tay của em Mi xinh đẹp, đang cởi chuồng, rồi móc tay Mi cùng với thanh chắn của tủ đồ. Anh ấn tạch một cái. Thấy Mi vẫn nhắm mắt, Thức bảo, em mở mắt ra được rồi đấy, Mi à. Mi còn tưởng Thức tặng cho mình cái lắc tay bằng vàng cơ. Mở mắt ra, Mi giật mình hốt hoảng khi thấy mình bị cầm tay lại. Ơ, sao anh lại cầm tay em? Thức nghiêm mặt, em giận hơi quá rồi đấy Mi à. Em nhầm đối tượng rồi nhé, để anh giải em về đồn cảnh sát nhé. Thức chùm cái khăn vào người cho Mi, rồi anh đi ra ngoài. Còn Mi thì hốt hoảng giãy giụa, nhưng không mở ra được. Vì tay cô đã bị còng lại với thanh tủ rồi. Cô cũng không dám vùng vẫy mạnh vì sợ tủ sẽ đổ vào người, nên cô chỉ biết khóc và gọi Thức trong vô vọng. Sau khi còng tay Emmy rồi, Thức đi xuống nhà gọi cho tất cả mọi người về nhà với lý do có việc gấp. Tôi thấy chồng gọi thì lo, không biết có chuyện gì nên phi xe về luôn. Chị Trà cũng chở mẹ tôi về, còn chị Liễu chắc bận bán thịt nên chưa thấy về. Tôi về tới sân thì mẹ Hiền và chị Trà cũng vừa về tới. Nhìn thấy tôi, chị Trà có vẻ lo lắng. Có chuyện gì mà chú Thức gọi tất cả mọi người về lúc này? Thế hả thím Tâm? Em cũng không biết, em mới về tới đây ạ. Chị Trà nghĩ bụng, thôi chết rồi, con Mi nó làm hỏng hết kế hoạch rồi thì phải. Mẹ Hiền thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi chúng tôi đi vào nhà, thấy Thức đang ngồi ở phòng khách đợi. Tôi chạy lại, anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Thức chỉ tay lên gác, mọi người lên gác thì biết. Tôi và chị Trà liền chạy lên gác, thì đập vào mắt chúng tôi là em Mi cởi chuồng
và bị còng tay ở thanh tủ đồ. Chị Trà há hốc mồm ra. Mi, sao em lại... Mi mếu máo khóc. Chị ơi, mau bảo anh Thức mở còng cho em. Em đau tay quá rồi. Tôi nhìn bộ dạng của Mi là tôi hiểu ngay vấn đề, tôi rít lên. Còn khốn kiếp, mày tính dụ chồng tao đúng không? Cũng may là chồng tao không thích. Vậy mà tao nói thì mày còn chối cãi à? Mi cứ khóc thút thít. Chị Trà nhìn xót em, liền nói đỡ cho em gái. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Thím bảo chú mở còng cho nó, rồi chúng ta ngồi nói chuyện đi thím. Tôi gắt lên. Chị có bênh nó, hay là chị và nó cùng một ruột với nhau hả? Chị ghét tôi nên mới đưa em gái về phá tôi đúng không? Chị Trà trừng mắt lên nhìn tôi. Thím ăn nói cho cẩn thận nhé, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Tôi điên quá, xông vào túm tóc Mi và chật ngửa ra đằng sau. Mày tính cướp chồng tao đúng không? Tao đã cảnh báo mày, nhưng mà mày vẫn cố tình đúng không? Mi kêu toáng lên. Chị Trà cứu em, cứu em. Tôi vả vào mặt nó bôm bốp. Này thì cứu này, cứu này. Chị Trà xông vào cứu em gái, thì tôi giơ chân đạp một phát vào bụng ngã ra phía sau. Tôi lại tiếp tục tát vào mặt Mi tới tấp. Mẹ chồng tôi ở dưới nhà chạy lên, hoảng quá lao vào can. Con ơi, bình tĩnh lại con ơi. Chị Trà ngã đau, nhưng cố vùng dậy để cứu em. Bỏ nó ra, mau bỏ nó ra cái con khốn kiếp này. Tôi điên quá, mới nhả tóc của Mi ra và lao vào túm tóc chị Trà. Lúc này tôi hung dữ như con sư tử cái vậy. Tôi túm tóc chị Trà, rồi ấn vào đầu chị Trà vào tường. Chị bảo ai khốn kiếp hả? Em gái chị như thế, mà chị còn bênh nó, chửi tôi là khốn kiếp ư? Được, để tôi khốn kiếp cho chị thấy nhé. Chị Trà hét lên. Bỏ tao ra, con khốn. Tôi điên máu quá không chịu nổi nữa. Tôi túm tóc chị Trà và lôi vào nhà với kép xe, ấn đầu chị ta vào bồn cầu. Tôi vừa ấn vừa nghiến răng kèn kẹt. Ừ, tôi là con khốn. Vậy để tôi cho chị biết thế nào là con khốn nhé. Mẹ chồng tôi thấy thế sợ quá. Bà sợ phát khóc luôn. Bà chạy vào van xin tôi. Tầm ơi, mẹ xin con tha cho chị Trà đi con. Mẹ xin con đấy. Tôn vẫn nhất quyết không tha cho chị Trà. Tay tôi vẫn liên tục ấn đầu chị Trà vào bồn. Đến khi chồng tôi lên ôm lấy tôi, thì tôi mới nguôi bớt cơn giận. Tôi mới bỏ tay ra. Chị Trà sợ chết khiếp và liên tục nôn ọe ra nước xanh nước vàng. Mẹ chồng tôi lấy chìa khóa mở cổng tay cho Mi, rồi lấy quần áo đưa cho nó. Mặc vào đi, rồi xuống dưới nhà nói chuyện. Chị Liễu đi bán thịt về, thấy mọi người ở nhà đông đủ thì ngạc nhiên hỏi. Hôm nay mọi người lại ở nhà hết à? Mẹ chồng tôi gọi. Liễu, con vào đây đã. Chị Liễu đi vào. Chị hốt hoảng khi thấy đầu tóc của chị Trà và Mi rối rít mủ lên. Mặt mũi thì sưng tím bầm dập. Chị Liễu lắp bắp. Mặt chị sao thế chị Trà? Cả Mi nữa. Hai người bị sao thế? Tôi nghiến răng. Đó là cái kết của những kẻ dám cướp chồng người khác đó chị ạ. Rồi mẹ chồng tôi kể cho chị Liễu nghe. Chị nghe xong còn không tin nổi. Sau khi bị tôi đập cho tơi tả, chị Trà sợ tôi khiếp vía luôn. Còn em Mi thì được chị Trà đưa về quê, nhờ bố mẹ dạy dỗ lại. Cũng nhờ vụ đó mà chị Liễu cũng khiếp sợ tôi luôn. Và trong nhà tôi trở thành người nổi tiếng về độ hung dữ. Rồi Mi về quê sống, tôi cũng nguôi ngoai và bình thường trở lại. Với chị Trà và chị Liễu, tôi vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng sau vụ đó, chị Trà hận tôi lắm. Chị cay cú vì bị tôi ấn đầu vào bồn cầu. Đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời của chị. Và chị muốn trả thù tôi. Trước mặt tôi thì chị coi như không có chuyện gì, nhưng trong lòng chị Trà đang nổi từng cơn sóng lớn. Mấy hôm nay chị Trà và chị Liễu có vẻ im hơi lặng tiếng. Còn cuộc sống của tôi thì vẫn bình yên như vậy. Chồng tôi đã khỏi chân và đi làm việc bình thường. Còn mẹ Hiền thì vẫn hiền như vậy, vẫn cơm nước dọn dẹp tinh tươm mỗi ngày. Hơn một tháng sau, tôi có thai lại nghén nên mệt mỏi, ăn không được, lại nôn suốt ngày. Chính vì thế mà tôi có thai là mọi người biết ngay. Đợt này chồng tôi lại có vụ án mới nên bận lắm. Anh cứ đi suốt nên ở nhà có gì là tôi và mẹ Hiền phải tự lo với nhau. Buổi tối chị Liễu sang nhà chị Trà chơi. Chị đang đọc cái gì thế? À, tao đọc mấy món ăn cùng kỵ nhau mà. Sao tự dưng chị lại đọc những thứ đó vậy? À, tao đọc để biết thôi mà. Rồi chị Liễu nói, con tâm chửa mà nó nghén thế, cứ ăn gì vào là nôn hết, thế thì mệt lắm nhỉ.
Chị Trà nhếch mép. Kệ cha nó, giờ nó chết luôn cũng được, đỡ ngứa mắt tao. Sao chị lại nói nó vậy à? Mày quên cái vụ nó ấn tao vào bồn cầu rồi sao? Giờ nghĩ lại tao uất ức, chỉ muốn nó chết luôn đi thôi. Chị Liễu động viên chị Trà. Thôi chị ạ, mọi chuyện qua rồi. Tại khi đó nó cay con Mi quá nên mới mất bình tĩnh như vậy. Chị thử nghĩ xem, nếu là chị thì chị có cay không? Mày thôi đi, cả cuộc đời tao chưa ai đối xử với tao như vậy đâu. Vậy mà nó lại đối xử với tao như thế, tao căm hận nó. Chị Liễu có động viên giải thích, nhưng cơn phẫn trong lòng chị Trà vẫn sôi rùng rục. Chị biết tôi sợ nhất là rắn, nên chị đã đi ra chợ mà mua mấy con rắn nhỏ, cho vào cái túi và mang về nhà. Đêm hôm đó, khi mọi người đi ngủ hết, chị Trà mò dậy và chị ấy thả mấy con rắn vào nhà tôi qua đường cửa sổ. Về nhà chị Trà nằm rồi nghĩ, lần này là rắn, lần sau là bọ cạp. Mày cứ từ từ mà thưởng thức đi tâm ạ. Sẽ có nhiều điều thú vị dành cho mày. Chồng tôi đi công tác không có ở nhà. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Nửa đêm mẹ chồng tôi dậy đi với kép xe. Bà đi ra phía cầu thang thì sẫm lên người của con rắn. Nó liền cắn vào chân mẹ tôi một cái. Mẹ tôi đau nhói một cái. Rồi bà nhìn xuống thấy con rắn đang quấn ở chân mình. Bà hoảng quá bỏ chạy và hét toáng lên. Nên bà trượt chân ở cầu thang và ngã lăn xuống dưới nhà. Tôi nằm trong phòng nghe thấy tiếng mẹ hét lên, thì tôi ngồi dậy bật điện và đi ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không thấy mẹ trả lời, tôi thấy lo lắng nên vội đi xuống dưới nhà, thì thấy mẹ chồng của tôi đang nằm bất tỉnh, đầu còn chảy máu nữa. Mẹ ơi mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ ơi. Không thấy mẹ trả lời, tôi nhìn sang bên góc nhà thấy hai con rắn đang nằm cuộn tròn ở đó. Tôi hoảng quá hét ầm lên. Chị Liễu ơi, chị Trà ơi, mau sang đây. Tôi gào lên đến lần thứ ba thì hai chị cũng tỉnh giấc và chạy sang. Chúng tôi đưa mẹ Hiền đến bệnh viện cấp cứu. Cũng may là vết thương của mẹ không nghiêm trọng lắm, và con rắn cắn mẹ không phải là rắn độc nên mẹ đã tỉnh lại. Tôi và chị Liễu ở lại với mẹ, còn chị Trà về đưa con đi học. Và chị sợ toát mồ hôi hột ra, chị lẩm bẩm: tại sao không phải là con Tâm mà lại là mẹ Hiền ngã chứ? Nếu là con Tâm thì sau cú ngã cầu thang ấy nó đã sảy thai rồi, vậy mà nó lại không bị sao cả. Tôi gọi chồng tôi về, và anh ấy đã tìm khắp nhà và bắt được 5 con rắn nhỏ. Tôi nhìn mà cũng khiếp sợ. Sao mà nhiều rắn thế hả anh? Khiếp quá đi. Chồng tôi lập luận luôn: chắc chắn có người muốn hại nhà mình nên mới thả rắn vào nhà mình như thế em à. Có thật như vậy không? Thật chứ. Vì loại rắn này chỉ ở dưới nước và xung quanh không có ao chuông nào cả. Vậy là đã có người chủ động mua rắn ở nơi khác và thả vào nhà mình rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Sao người ta lại thả rắn vào nhà mình? Tại sao vậy? Em có gây chuyện với ai không? Em không, em có gây chuyện đâu. Nếu đêm qua em là người ngã cầu thang, chắc em bị sảy thai rồi ấy. Ai mà độc ác vậy chứ? Chồng tôi động viên: em đừng lo, anh sẽ điều tra vụ này. Nhất định anh sẽ tìm ra người thả rắn vào nhà mình. Tôi nghe theo lời chồng nên coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Để chồng tôi tự điều tra vụ này. Một tuần sau, mẹ Hiền được về nhà nghỉ ngơi. Mẹ hỏi tôi: sao nhà mình lại có nhiều rắn thế hả con? Có chị Trà và chị Liễu ở đó nên tôi nói tránh đi. Con cũng không biết à? Con nghe chồng con bảo chắc là giờ rời giờ đất gì đó nên rắn nó mới bỏ vào nhà mẹ ạ. Giờ thì không sao rồi, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Chị Trà đi về nhà và bật cười: Tâm, mẹ ngu hơn tao tưởng đấy. Thì giờ rời nên rắn mới bỏ vào nhà. Mẹ ngu quá Tâm ạ. Thấy vợ chồng tôi im lặng, chị Trà lại tưởng chúng tôi không biết gì, nên trong đầu chị lại có ý định hại tôi tiếp. Lần này chị chơi lớn hơn. Chị đặt mua bọ cạp tốn khá nhiều tiền và mang bọ cạp về nhà. Đến đêm mọi người đi ngủ hết là chị Trà dậy cầm lấy cái chai đựng bọ cạp ra phía sau cửa sổ. Rồi chị mở nút chai, dốc hết những con bọ cạp vào trong nhà tôi. Rồi chị yên tâm đi về nhà mình nằm ngủ. Nhưng chồng tôi lúc này đã có sự chuẩn bị. Anh bí mật lắp camera và anh đã thức mấy đêm để rình trộm rồi. Chị Trà ngủ một mạch đến sáng, con gái chị gọi thì chị mới tỉnh. Chị Trà dậy và đi ra ngoài sân, thấy bên nhà tôi không có động tĩnh gì cả. Chị Trà hoang mang: sao im thế, hay bị bọ cạp cắn chết hết rồi? Rồi chị gọi chị Liễu: Liễu ơi, Liễu à, mau dậy đi. Chị Liễu dậy ngái ngủ.
Sao mới sáng ra mà chị đã gọi ầm ĩ lên thế? Mày sang gọi mẹ Hiền và thím Tâm dậy đi. Sao giờ này mà họ vẫn chưa dậy thế? Thì hôm nay là chủ nhật mà chị. Dậy sớm làm gì chứ? Chị Trà đẩy chị Liễu. Tao bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi, nhanh lên. Chị Liễu gọi: mẹ Hiền ơi, dậy thôi mẹ ơi. Chị Liễu gọi mấy câu thì mẹ Hiền dậy mở cửa ngáp ngắn ngáp dài: có chuyện gì mà gọi mẹ sớm thế? Thì mọi khi con thấy mẹ dậy sớm lắm cơ mà, sao hôm nay mẹ dậy muộn thế ạ? Mẹ Hiền nói thản nhiên: tại đêm qua bọ cạp ở đâu ra nhiều lắm con ạ, nó bò khắp nhà nên vợ chồng thằng Thức và mẹ phải bắt mãi mới hết đấy, nên mẹ không ngủ được. Bây giờ cứ buột ngủ. Thôi mẹ đi ngủ tiếp đây. Chị Liễu hoảng hồn mồm lắp bắp: lần trước là rắn, lần này là bọ cạp, trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ Hiền buồn ngủ quá nên vào phòng ngủ tiếp, còn chị Liễu chạy về mách chị Trà: chị ơi, đêm qua nhà thím Tâm lại bị bọ cạp nó bò vào đầy nhà, chị em mình mau về nhà xem có bọ cạp hay không đi chị. Thế cả ba người không ai bị sao à? May quá, cả mẹ Hiền và vợ chồng chú Thức không bị sao chị ạ. Chị Trà nghe chị Liễu nói thì thất vọng lắm, tốn bao nhiêu tiền mà lại xôi hỏng bỏng không thế sao. Sau khi dậy và ăn sáng xong, tôi cầm cái hộp đựng bọ cạp sang nhà chị Trà. Chị Trà giật mình: thím sang đây có chuyện gì? Tôi tươi cười: em mang bọ cạp sang Trà chị này, chúng nó chết hết rồi nên chị để mà giữ làm kỷ niệm chị nhé. Chị Trà hoang mang lắm, chị khẽ nói: bọ cạp ở đâu mà nhiều thế này? Có cần em cho chị xem đoạn video mà đêm qua chị thả bọ cạp vào nhà em không ạ? Tôi mở điện thoại ra cho chị Trà xem. Chị Trà ngồi im không nói câu gì. Làm việc ác nhiều, có ngày bị quả báo đó chị ạ. Là người nhà với nhau mà chị lại hành động một cách độc ác và tàn nhẫn như vậy sao? Chị Trà ngồi im không nói được câu gì. Tôi cũng không nói gì thêm, mọi chuyện cứ để chồng chị ấy quyết định. Cả ngày hôm đó chị Trà ở lì trong nhà không thò mặt ra. Đến tối chồng chị bay từ Đức về. Vừa thấy chồng về, chị Trà đã bật khóc nức nở. Anh Quang chồng chị Trà thất vọng lắm. Anh thở dài rồi nói: anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể làm những việc độc ác đến như vậy. May mà mẹ Hiền chỉ bị thương nhẹ, nếu không anh sẽ ân hận cả đời rồi. Còn việc em mua bọ cạp và tính hại mọi người thì anh không thể chấp nhận được em nữa rồi. Chị Trà khóc lóc ôm chân chồng van xin: anh ơi, em biết sai rồi, em biết sai rồi anh ạ. Lần sau em không dám như thế nữa đâu, anh tha thứ cho em lần này đi anh. Người em cần xin lỗi là mẹ Hiền và chú thím chứ không phải anh. Chị Trà ôm chặt lấy chân chồng nức nở: anh ơi, anh nói đỡ em vài câu được không? Em xin anh đấy, anh giúp em đi anh. Sau đó anh Quang cùng với chị Trà sang nhà xin lỗi mẹ Hiền và vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, cứ để anh Quang tự giải quyết chuyện này đi. Anh Quang về nhà rồi, anh bảo chị Trà thu dọn quần áo rồi về nhà mẹ đẻ mà ở. Chị Trà có van xin thế nào, anh Quang cũng không chấp nhận. Lần này anh dứt khoát lắm, chị Trà thì cứ khóc lóc van xin mãi. Lần này chị Liễu cũng sốc lắm và không dám bênh chị Trà nữa. Chị cũng muốn chị Trà về nhà đẻ mà ở, vì chị Liễu thấy sợ khi ở cùng một người chị dâu thâm độc như vậy. Thu dọn quần áo cho chị Trà xong, anh Quang gọi taxi đến: xe tới rồi, em mau về nhà mẹ đẻ đi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa, em nhớ bảo trọng. Chị Trà khóc sưng húp cả mắt, chị cứ ôm lấy chân của anh Quang: anh ơi, em van xin anh đừng đuổi em đi mà. Em sai rồi, em biết em sai rồi, anh tha cho em đi anh. Anh Quang lạnh lùng: mau lên xe đi. Anh Quang lôi chị Trà ra xe rồi nói: em mau về nhà em ở đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh ơi, em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà. Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh hết. Muộn rồi, nếu em nhận ra điều đó sớm hơn thì có lẽ đã không phải tới mức này. Em xin anh, em biết sai rồi mà. Chị Trà khóc lóc van xin mãi nhưng anh Quang không đồng ý. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy khóc nhiều đến như vậy. Nhìn cũng thấy xót đấy, nhưng chồng tôi bảo phải mạnh tay như vậy để cho chị ấy biết chị ấy đã sai như thế nào. Khi chị Trà về quê, anh Quang cũng chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc cho con gái. Còn chị Trà thì cứ vài hôm lại gọi cho tôi xin tha thứ một lần. Theo lời mọi người kể thì chị Trà đã ân hận lắm rồi, giờ chị đã đi xin việc làm và rất mong được về nhà với con gái và với anh Quang. Tôi bàn với chồng có nên bảo anh Quang đón chị Trà về không,
Vì nhìn cảnh anh Quang gà trống nuôi con, ai cũng không đành lòng. Nhưng chồng tôi khá là nghiêm khắc. Anh nói cứ chờ thêm một thời gian nữa xem chị Trà có dễ thay đổi không. Còn nếu chị ấy toàn tâm toàn ý muốn cay về với bố con anh Quang thì lúc đó sẽ tính sau. Phải mãi đến nửa năm sau, anh Quang mới đồng ý tha thứ và đón chị Trà về nhà. Được về nhà, chị Trà vui mừng lắm. Tính tình cũng thay đổi nhiều. Giờ chị ấy đi làm, hết giờ là tất bật về đón con và cơm nước dọn dẹp. Và còn tranh thủ sang nhà tôi dọn dẹp đỡ mẹ hiền. Vì đợt này tôi bụng to, sắp đẻ tới nơi rồi, nên tôi không mệt, không giúp gì được mẹ hiền cả. Rồi chị còn nấu những món bổ dưỡng cho tôi ăn, nên đợt này tôi tăng cân vù vù ra. Sợ tới lúc lên bàn đẻ ngang con heo nái mất. Chị nói ngày trước chị có bầu con bé, chị ăn nhiều lắm, nên giờ chị cũng muốn tôi ăn nhiều như chị. Tôi thấy chị như vậy thì cũng thấy mừng. Chị Trà thì đã ổn rồi, còn chị Liễu thì vẫn bán thịt ở chợ. Có lúc chị Trà ở nhà, chị Liễu sang chơi và nói xấu tôi với chị Trà, nhưng bị chị Trà mắng ngay. Sau mấy lần bị chị Trà mắng, chị Liễu cũng bớt nói xấu tôi hơn và sống biết điều hơn trước. Có để thịt thì cũng lấy thịt ngon để ở nhà và lấy rẻ, chứ không lấy đắt như những lần trước nữa. Chồng tôi và anh Quang đang tính chạy án để chồng chị Liễu được ra tù sớm hơn, để vợ chồng anh chị được đoàn tụ, giống như chị Trà vậy. Có chồng ở nhà khác hẳn, ngoan và chịu khó, không giống như lúc chồng đi vắng thì lười chạy xác ra. Tuy hai chị dâu đã thay đổi và tốt với tôi và mẹ hiền, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ lại những chuyện cũ và tôi vẫn giữ khoảng cách với hai chị ấy. Mãi tới lúc tôi sinh em bé, mẹ đẻ tôi lại bị ốm, nên lúc tôi ở viện là do chị Trà và chị Liễu chăm sóc mẹ con tôi. Đến khi tôi về nhà, hai chị ấy lại phụ mẹ hiền chăm sóc cho mẹ con tôi và kiêng cữ cho tôi 3 tháng liền. Từ đó khoảng cách giữa tôi và hai chị dâu mới hết được. Thời gian trôi qua, bà chị em dâu chúng tôi vẫn luôn gắn bó với nhau, và tôi vẫn là đứa con dâu ghê gớm có tiếng nhất của mẹ hiền. Tuy tôi có ghê gớm thật, nhưng có việc gì thì hai chị dâu cũng hỏi ý kiến của tôi trước khi làm. Và hiện tại, ba chị em tôi vẫn là con dâu ngoan của mẹ hiền. Và tôi luôn mong về sau, chị em tôi vẫn mãi như vậy. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã vừa nghe xong nội dung của câu chuyện ngôn tình này. Các bạn hãy nhớ để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở ngay dưới phần bình luận về nội dung của câu chuyện. Like và chia sẻ video chuyện để ủng hộ cho ban biên tập của kênh Góc Chuyện Audio. Đừng quên bấm đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh phát sóng chuyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn có một đêm thật là ngon giấc.